Chào Luân, chào. Hi anh À, Ken. chào thầy Ken. Hai em khỏe không? Em khỏe. Chào rồi. Chào khỏe. Lâu quá mới gặp anh. Hơn một năm rồi, thường thường là về gặp nhau thường xuyên. Bên Việt Nam là COVID, hai em đi làm rồi công việc làm có ảnh hưởng không? Dạ, cũng có anh. Trời ơi, bây giờ chắc đang cũng tùy. Tụi em định là làm tới làm hết hôm nay, nhưng mà kiểu COVID đồ này nọ cái tụi em phải chạy về sớm, khi sợ lockdown rồi các kiểu, sếp em cũng kêu về sớm luôn. Mà Hà, công ty sẽ lockdown bao lâu? Theo lịch của nhà nước thì có thể là trong vòng 2 tuần, để xem tình hình nó như thế nào, nhưng mà tại vì cũng không nói trước được, nó cũng tùy tình hình thôi. Bên Mỹ đó, cái vấn đề mà lockdown nó cũng tùy thành phố. Từng chỗ có người không muốn lockdown, có người muốn lockdown, có người nó chia ra tùm lum. Những người muốn lockdown nó tạo ra rất là nhiều cái ảnh hưởng, rất là nhiều cái gây rối tinh thần ở đây đó. Bên Việt Nam có cái tinh thần đoàn kết không, hay là cũng là lung tung, có người tin là mình phải lockdown hay là không lockdown, nó như thế nào? Thì bên em thì kiểu sao ta, tại mọi người đều sợ, kiểu mọi người rất là sợ, cho nên khi mà nhà nước chính phủ mà thông báo một cái là coi như mọi người đều sợ chạy nhà hết. Nhưng mà chỉ có một số, cũng có những người gọi là lì á, lì họ cứ ra ngoài thôi, thì họ cái đó thì cũng hơi quá đấy. Nhưng mà đa số mọi người đều ở nhà nghe lời. Thì đó là một cái Hà nói. Thật ra thì ở cái lúc đầu tiên, cỡ cái mùa đầu tiên á, thì hầu như là mọi người đều rất là đoàn kết ở nhà. Nhưng mà tới cái mùa thứ hai này thì không biết là tại sao lại bắt đầu xuất hiện những cái thành phần mà kiểu giống như là họ muốn chống đối, họ muốn, có nghĩa là họ trong vùng cách ly luôn, rõ ràng là họ trong vùng cách ly luôn, họ biết là cái khả năng lây bệnh của mình là như thế nào, nhưng họ vẫn muốn ra ngoài và họ chống đối. Thì tới bây giờ mới xuất hiện những cái thành phần như vậy. Tuy nhiên là nhìn chung thì mọi người đều hiểu được và đều biết được cái chuyện đó là chuyện không nên làm và mình phải chấp nhận cách ly. Cái đó là cái sự thật, là cái sự khác biệt của hai em đang sống bên Việt Nam với là những người sống ở bên nước ngoài, nhất là nước Mỹ, là họ có cái ý cá nhân đó, nó làm cho rất là rối loạn nhiều cái thành phần xã hội. Bên này là bệnh nó loang dữ lắm, nhưng mà hy vọng thì có việc có vaccine thì cái đó nó nêu ra một cái đề tài, một cái vấn đề của anh lúc nào cũng suy nghĩ về những cái sinh hoạt ở Việt Nam. Thì hai em mà nghĩ tới mình là người Việt Nam hoặc là nghĩ tới quốc gia Việt Nam á, thì hai em ý nghĩ mỗi lần mà nói lên cái chữ Việt Nam hay là mình là người Việt Nam thì hai em có ý nghĩ gì? Dạ, yeah. Tại đó giờ em cũng ít nghĩ tới chuyện đó, tại giống như em trong giai đoạn là em thích, không phải em thích mà là em muốn build cái bản thân mình trước, cho nên em hơi ít nghĩ về cái chuyện là mình là người Việt Nam hay là mình là người nước này nước kia. Nhưng mà nếu mà nói về mình, nói về Việt Nam á, thì em thấy là nó là một cái sự may mắn, tại vì mình không có phải là một cái nước quá quá phát triển, nhưng mà mọi người đều rất là cố gắng rồi, cũng rất là tốt với nhau, thì em thấy là cái đó cũng là một cái sự may mắn khi mà được sinh ra ở Việt Nam. Còn tất nhiên thì cũng có những thành phần gọi là có hơi lười, nhưng mà nhìn chung thì mọi người đều rất là có chí cầu tiến. À. Về Việt Nam thì
có vẻ như là sống ở Việt Nam thì cũng không nghĩ nhiều lắm về cái vấn đề đó. Tuy nhiên là, nhưng mà thường thì em nghĩ đối với là vấn đề ở Việt Nam, ở trong Việt Nam ở trong thế giới nhiều hơn, là từ hồi trước thì thường em thường nghĩ là kiểu giống như là coi phim rồi Hollywood rồi này nọ rất là nhiều, thì khi mà nói đến châu Á thì họ nói đến văn hóa Trung Quốc, họ nói đến văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng mà không thấy Việt Nam đâu hết. Kiểu thì mình cũng suy nghĩ, cũng không biết là tại sao và làm sao để có thể giới thiệu cái văn hóa của mình và đưa cái văn hóa của mình vào trong gọi là những sản phẩm giải trí, và có nghĩa là giới thiệu một cái màu sắc nào đó nó đặc trưng và nó có thể lên phim ảnh được cho mọi người cùng xem. Tại vì đơn giản là như thế này, thì đối với em nghĩ là ví dụ giống như là ở Việt Nam từng có một cái thời kỳ là người ta nói là người Việt Nam thuộc sử Trung Quốc nhiều hơn là sử Việt. Nhưng mà thật ra thì không ai thuộc sử Trung Quốc hết. Họ chỉ thuộc Tam Quốc Chí thôi. Mà Tam Quốc Chí nó là cái tiểu thuyết. Thì đó, thì Tam Quốc Chí là tiểu sử, không phải tiểu sử mà là gì? Novel là gì ta? Tiểu thuyết lịch sử. Về một cái thời kỳ đó thì người ta cứ nhớ đó, tại vì những cái anh hùng đó họ quá là ngầu, họ hoành tráng, họ hành động tất kiểu các kiểu này nọ, thì người ta nhớ vậy thôi, chứ đâu có ai, chứ đâu phải là người ta đi học lịch sử Trung Quốc đâu. Bây giờ thì em nghĩ là Việt Nam cũng cần như vậy. Hai em làm chung một cái ngành là ngành đồ chơi, thì cái vấn đề anh được biết á, tại vì anh cũng về hoạt động bên Việt Nam, sản xuất cái này sản xuất cái kia, thì anh biết là cái người Việt Nam mình á, trong quá khứ 10 năm nay đó, là họ thấy cái gì mà made in China hoặc là made in Việt Nam á, thì họ có cái đồng chí một cái hướng đi là phải mua đồ made in Việt Nam hơn là made in China. Cái đó có đúng không? Dạ đúng rồi. Nó tùy vào cái mặt hàng anh, tại vì là bây giờ thì người ta chú ý nhiều hơn tới chuyện là chất lượng sản phẩm made in Việt Nam, made in China nó khác nhau như thế nào. Tuy nhiên là đối với những người mà họ không có một cái lựa chọn nào khác, họ có nghĩa là thí dụ như những cái đồ vật mà nó bình thường như là chai, lọ, lược đồ này nọ, thật ra họ cũng chẳng quan tâm đến là nó xuất phát từ ở đâu. Rồi còn khi, nhưng mà tuy nhiên là nếu như là những cái gì mà thí dụ như là thực phẩm, mỹ phẩm, nói chung là bất cứ cái gì liên quan tới sức khỏe, họ sẽ cố gắng không có không có dính theo không đồ chơi. Đồ chơi hả? Chà, cái này tại vì tại vì Việt Nam mình không có làm đồ chơi kiểu thật ra thì có làm, có một cái xưởng nó tên là công ty Long Thủy, thì nó có sản xuất khá là nhiều, nhưng mà những cái mặt hàng đó là những cái mặt hàng đồ chơi mà kiểu mấy cái đồ chơi rất là đơn giản cho con nít. Thì ngoài cái đó ra thì em không thấy một cái xưởng nào khác của Việt Nam cả. Mà Việt Nam mình thích làm toàn, nếu mà có thì nó cũng là đồ gỗ. Còn mà kiểu mà đồ chơi nói chung á, họ nhập không à. Kiểu không có một cái người nào mà có thể tự đứng ra làm xưởng ở Việt Nam hết trơn á. Toàn nhập được Trung Quốc bán không. Nhưng mà cái đó tại sao mà cái lịch sử của người Việt Nam mình không có hãng đồ chơi vậy? Hai em có nghĩ tới không? Em nghĩ là... tại vì nó giống như là mình nhập quen rồi á, thì hồi trước là mình giống như sau khi chiến tranh các kiểu thì mình thiên về là làm giống như là đẩy mạnh kinh tế giao thương các kiểu hơn là đồ chơi. Tại vì
cũng nếu mà mình đói thì mình không có lo đẹp hay là mình cũng không có lo chơi đúng không? Thì cho nên người ta muốn giống như fulfill là mình sống khỏe cái đã, rồi mình mới tiến tới chuyện là nhìn cái đẹp rồi chơi những cái món đó. Thì hiện giờ thì bắt đầu nó lên rồi, nhưng mà mấy hồi đó là thực tế dạ, đúng mấy rồi. Cái căn bản của đời sống thường đó thì còn ai mà tại giống như ở đây thì cũng có nhiều người Trung Quốc, cho nên họ kiếm sống bằng cách là nhập hàng về bán. Thì một số người nhập đồ chơi, cái những người khác thấy là đồ chơi bán được thì cũng đâu có ai làm đâu, thì mà cũng rẻ nữa, rồi thì cứ nhập riết rồi giống như thành quen luôn là mình phải nhập đồ chơi thôi, chứ mình không có làm gì, làm nó cũng tốn công. Hai em bắt đầu trong ngành đồ chơi bằng cách nào? Em nghĩ là do duyên. Về vận em thôi. Về vận em thì đầy hồi cái này chắc là cũng giống như là nó trong máu á. Hồi xưa là ba em rất là thích vẽ, rồi ba em là làm ngành in lụa. Ngành gì? Dạ, in lụa là in lụa. Siêu print. Mình có cái tấm lụa, cái mình làm hình trên đó, làm cái âm bản trên đó, cái rồi mình đổ sơn lên, cái mình in lên một cái miếng plastic. Thì đó là siêu print. Ba em làm về cái đó, thì ba em cũng rất là để ý, với lại cũng hay vẽ, cho nên rất là thích đồ chơi. Thì mua rất là nhiều đồ chơi cho em từ con nít rồi. Đó thì em chơi quen, nhưng mà tới năm đại học luôn thì em mới bắt đầu là giống như là thấy là giống như tìm về là mình đó giờ mình chơi đồ chơi. Cái mình mới thấy được những cái món mới thì tự nhiên em thấy nó hấp dẫn. Cái rồi bắt đầu sưu tập, thì nó qua cái giai đoạn là em sưu tập hơn là chơi những cái đồ chơi con nít, thì nó thành những cái như là action figures rồi transformers and stuff, có những cái mà cho người lớn chơi hơn nhiều xíu. Đấy thì cái em sau khi học xong đại học là em intern. Hồi đầu thì em cũng nghĩ là chắc là em sẽ làm theo cái hướng animation, là giống như là trainer hay là người vẽ animation 2D á, thì em cũng tính là đi hướng đó. Thì cái em xin intern vô nhiều công ty thì không có công ty nào nhận, cái thôi em nộp đại vô một cái công ty của ông thầy. Thì em vô cái ông em cái đầu tiên em thấy luôn là cái tủ đồ chơi của ông bự quá trời bự luôn. thì mình đứng ngắm thôi, thì lúc mà vô intern thì mới bắt đầu mình cứ làm, tại vì em muốn học về animation, cho nên em start with làm VFX các kiểu. Thì tới một ngày cái anh sếp em thì cũng là anh thầy ông thầy em luôn đó, thì sếp em mới hỏi là bây giờ có hay vẽ không, với lại có hay thiết kế nhân vật không. Em dạ cũng có, tại vì em cũng hay vẽ, lại design lên concept cho nhân vật. Cái anh sếp em mới bóc rồi vô làm thử cái project này đi. Cái rồi, em okay. Cần ngưng ngay đó rồi em yeah. Rồi anh sẽ hỏi tiếp, bây giờ hỏi Hà okay. Cũng y chang luôn. Tại vì anh muốn hai bên chuyện trò với nhau nó cần cái thời gian á, rồi mình sẽ pick up từ luôn đó. Đối với em thì em cũng nghĩ là duyên, nhưng mà cái duyên của em nó trễ hơn. tại vì là như thế này, thì nhà em thì là làm về mặt hành chính, làm công an nhiều hơn, thì nó theo một cái tư tưởng rất là truyền thống. Nhưng mà hơn là tại vì em có một ông anh trai lớn hơn nữa, nhưng mà ông này không chịu thành công an và ông đã làm theo ngành quảng cáo. Thì tại vì thì tại vì ba mẹ nói ông anh không được chứ cũng không nói ông em được. Thì nhưng mà thật sự là
Từ lúc học thì nói chung là hồi xưa thì vẫn cũng theo suy nghĩ theo kiểu ba mẹ, đó là lớn là mình sẽ làm công an hoặc là làm bác sĩ, đó là những cái nghề hot hồi đó. Nhưng mà sau này thì tới lúc mà cuối cấp 12 rồi là lúc đó là không còn học nữa mà bắt đầu phải suy nghĩ là về tương lai thì làm cái gì, thì anh hai em mới hỏi vậy thì bây giờ muốn làm cái gì. Nhưng mà lúc đó trong đầu em cũng thật sự là không biết là định hướng như thế nào, tại vì thật sự là từ trước tới giờ là chỉ lo học thôi, thì những cái kiến thức thì mình có đó nhưng mà mình làm cái gì thì không biết. Nhưng mà thì em cũng thường hay vẽ, cũng thích vẽ, cho nên là em nghĩ là học 3D. Tuy nhiên là khi vào trong trường đại học thì anh em nghĩ là cái trường đại học đó sẽ dạy về 3D. Tuy nhiên là không phải, tại vì người ta dạy về thiết kế, graphic design. Thì những kiến thức nó vẫn bổ sung qua lại thôi, thì mình vẫn hiểu về màu sắc rồi đồ này nọ. Nhưng mà tại vì cái vấn đề là thiết kế công nghiệp, thiết kế về cho các nhãn hàng đồ này nọ, thì thật ra là mình cũng không quan tâm tới những cái sản phẩm đó lắm, tại vì kiểu 50 cái brand dầu gội nó đã ra đó rồi, bây giờ một brand mới ra nữa thì well, nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Thì từ đó là em mới đi ra ngoài để em học concept art, là về vẽ các nhân vật để đồ này nọ. Thì rồi sau đó là mới tham gia vô một cái lớp là lớp làm đồ chơi của thầy, thì cũng là sếp bây giờ đây, cũng 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 chung sếp với ông này đó. Là thì lúc đó làm chơi thôi, tại vì là nói chung là cái đó là cái môn duy nhất, cái môn tốt nghiệp cuối cùng mà cảm thấy hứng thú. Thì sau đó thì cái dự án của em là một cái bộ cờ vua, nhưng mà chỉnh lại thành hình ảnh Việt Nam. Thì mình làm mình cũng thấy vui, thấy thích những cái nhân vật ví dụ như là Hai Bà Trưng, Thánh Gióng rồi này nọ, thì mình chuyển thành những cái con cờ. Thì sau sau đó thì thầy mới kêu qua làm đồ chơi. Thì đại loại là tại vì lúc lúc đầu á, thì thật ra là em tính là em không có hề biết là thầy làm đồ chơi. Thì em tính là ok đi model cho công ty game Nhật Bản. Hà Hà là làm người mẫu cho bên game á hả? Không, Model. 3D À, tưởng Hà đi làm người mẫu cho bên game. modeling. Rồi. Thì Chừng nào người ta cần model thường dân thì được. là modeler là cái người mà design game, chứ không Modeler. phải là làm người mẫu cho hình Rồi. Đó, thì well, nhưng mà thì cũng là mẹ khuyên, mẹ nói là làm cho công ty Nhật thì nó cực lắm, thì thôi thì thầy đang làm dạy đồ chơi đây, hỏi thử coi là thầy có nhận không. Thì em cũng hỏi, thì vô tình là lúc đó thầy cũng đang làm đồ chơi thì vô vậy thôi. Thì cái giai đoạn đầu mà Hà với Luân bắt đầu mà vô làm đồ chơi đó, thì có phải biết về đồ chơi, thị trường đồ chơi ở bên Việt Nam không? Well, thật ra thì em mới vô thì em không có quan tâm cái thị trường lắm, tại vì em mê là chính. Cái em giống như là đầy mình thích cho nên mình vô mình làm trước. Cái lúc đó thật sự lúc đó nên theo theo bài bản thì mình nên coi cái thị trường trước, là giống như là thị trường mình cần cái gì hay là làm cái gì rồi nó mới bán được. Nhưng mà không, tại vì mình thích cái mình vô mình làm trước thôi. Đấy. Nhưng mà lúc mà Luân với Hà bắt đầu đó, là mấy năm rồi? Luân với Hà làm trong ngành đồ chơi bao nhiêu năm? Mấy năm rồi ta? Anh Luân là phải phải năm, ít nhất là 5 năm á, Ít nhất là 5 năm. ít nhất Thì là lúc mà hai em mà mới vô nghề như vậy đó, thì
đâu có hiểu cái thị trường, cũng không hiểu một cái phương pháp gì, cũng như là thầy kêu gọi những người tới làm chung với thầy để làm đồ chơi, nhưng mà mình không có cái background, mình không có một cái sự hiểu biết về cái ngành đồ chơi những cái năm đầu, thì làm sao mà mình biết cái hướng đi? Well, từ trước hết là đây là cái ý tưởng của thầy, là mình làm ra một cái bộ đồ, tại vì thầy quan sát là chưa có cái bộ đồ chơi nào về cổ tích hay là về lịch sử hay là những cái câu chuyện của Việt Nam, cho nên thầy muốn làm ra một cái bộ đồ chơi liên quan tới lịch sử và cổ tích Việt Nam. Đó là giống như là cái kim chỉ nam đầu tiên luôn, chứ mình cũng chưa biết cái gì hết. Thì ok, vô làm thiết kế nhân vật đồ này nọ trước, rồi cái chuyện production hay như thế nào á thì mình bắt đầu mình tìm hiểu sau đó. Thì well, cũng may là tại vì ba em là làm đó, thì làm cái in lụa, cho nên sẽ biết được nhiều connection. Thì những cái ông mà đặt ba em in là những ông làm khuôn dép, thì họ lại biết những cái người làm khuôn khác. So thì cũng từ đó mà ba giống như là ba cho em một số connection cái em đi hỏi. Đó thì rồi sau đó là thầy mới giới thiệu một người hả? Em không nhớ là người này có quan hệ gì, nhưng mà em chỉ nhớ là thầy bảo là người này làm được CNC, làm được khuôn, ép được mấy cái đồ này nọ. Thì tụi em mới ok, thiết kế ra vẽ, tại tụi em làm được 3D cho nên vẽ ra xong làm 3D. Thì ban đầu là cho ảnh CNC để coi ép ra được đồ chơi như thế nào. Đó là cái bước đầu tiên mà gọi là đụng vô cái production đó. Đưa là đúng là chân ướt chân ráo, em không biết gì luôn á. Thì lúc mà em vô là cái bộ đồ chơi đầu tiên đã gần xong rồi. À, vậy là Hà vô sau luôn nhiều. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi. Em nhớ là Hà vô sau nhiều lắm. Là lúc là đó OG. Là hai lần là OG, OG là original. Original. Oh wait, em còn luôn là OG hay là? Yeah yeah. Yeah yeah. Tại vì em còn nhớ là tại vì lúc đó là giống như là thầy cũng mê, cho nên làm ra một cái lớp mới là prototype về đồ chơi. Đấy thì thầy không không biết nhiều về sơn, cái em thì em cũng hay sơn mô hình rồi này nọ. Cái thầy kêu em trong nếu mà bắt đầu in 3D và làm ra bộ thai sơn các kiểu thì em vô em chỉ mấy bạn. Thì ok em vô chỉ thôi. Đó mới gặp Hà nè. Rồi Hà cái lúc mà Hà vô đầu tiên đó thì Hà công việc của Hà là cái gì? Lúc vô đầu tiên thì em đăng ký là concept artist. Thì em vẫn vô thôi. Dạ vẽ rồi lên màu. Cho lên ý tưởng của cái bộ tiếp theo. Lúc đó em nhớ là đang làm bộ thánh giống tiếp theo. Bộ thánh giống rồi hả? Lúc đó là đang làm bộ thánh giống rồi. Những cái bộ những cái bộ sau này là thí dụ như là hai bà chân con rồng cháu tiên là em nhớ là mình đã có concept rồi. Thì em mới vô hỏi là thì thầy lúc đó thầy cũng muốn làm các bộ tiếp theo đó để tiết kiệm tiền khu. Thì em cũng có vô, thì anh lúc đó là cái anh model cũ của công ty là anh Su á, thì anh mới cho coi mấy cái mô hình mà hồi trước làm mà là có hai bàn chân rồi đồ này nọ hết rồi. Thì em nói là ủa cái này, cái concept này nó tốt mà, tại sao mình không làm cái này đi, mình đâu cần phải chế lại cái mới làm cái gì đâu đó. Thì là mới chỉnh lại từ những cái concept cũ cho nó phù hợp hơn đó. Rồi mới sản xuất. Thì em nhớ không lầm thì concept đó thì cũng là từ anh Luân ra, cho nên em mới nói là anh Luân là OG đó. Hiểu rồi. Wow, em chắc ngoài thủy tinh với lại thanh giống thì giống như là em có
đương cái bản nháp thôi, chứ còn lại là tất cả các nhân vật của Quang Tích từ bộ đầu tiên là em vẽ hết, là ý tưởng từ em ra hết. Có bộ là Luân rất là chơi, Hà hồi nhỏ có mê đồ chơi như Luân không? Có sưu tầm không? Em không có sưu tầm. Em tại vì hồi xưa thì nói chung là nhà cũng không có điều kiện để theo đuổi cái đam mê đó. Với lại là thật ra thì hồi đó em không có được giới thiệu nhiều lắm, tiếp cận nhiều lắm với lại những cái đồ chơi và những cái gọi là dòng phim, thì kiểu giống như là coi phim, thấy trên TV, coi mướn băng về vậy thôi, nhưng mà không hề biết là có cái những cái loại đồ chơi khác ngoài những cái đồ chơi vỉ mà người ta hay bán ở ngoài cửa hàng đồ chơi. Mà những cái đồ chơi vỉ đó thì thật ra thì nó từ hồi đó nó cũng là hàng phát hàng China đó, cho nên là nó không có bền được mấy bữa là gãy gọng. Vậy là trong cái văn hóa người Việt Nam và những con nít Việt Nam á, cái vấn đề mà chơi đồ chơi trong vỉ đó nó không có thịnh hành rộng không, hay là nó là một cái gì mới? Ồ, đồ chơi vỉ, em nghĩ đồ chơi trong vỉ giống như là mấy con xuyên gao hả, lại xuyên nhân rồi này nọ, mà ép cái vỉ mà vỉ cà tông á. Đúng rồi. Thì em nhớ là lâu lắm á, cái đó nó có từ lâu lắm luôn rồi á. Thì theo em nhớ là hồi xưa em bắt đầu chơi từ những cái con mà giống như là con mũ rồi tạc xu rồi mấy cái hình xu mà ép 66 á. Bắt đầu là em nhớ hình như là bắt đầu năm lớp 6. Ừ, đúng rồi. Năm lớp 6 là có siêu nhân gao, rồi bắt đầu hàng China, rồi siêu nhân đồ tuần vậy. Ba cái. Chắc cũng phải hơn 20-30 năm á. Cho nên là từ cái thế hệ của em trở lên là đồ chơi vỉ cũng là một cái rất là quen thuộc luôn. Là đồ chơi vỉ là mới Hà mới show ra đó phải không? Mấy cái đó là ép vỉ đâu bán đầy chợ rồi cửa hàng đồ này nọ đó, thì cái đó rất là quen thuộc với lại cái thế hệ của em nhớ là vậy. Nhưng mà đồ chơi mà kêu bằng tiếng Anh kêu bằng collectible, cũng như là của Transformer, của những cái G.I. Joe hoặc là những cái, các thứ như vậy á, bên Việt Nam có mua được mấy cái đó không? Dạ không. hồi đó thì không, bây giờ thì được rồi. Thì em nhớ là hồi đó là cũng toàn chơi những cái đồ chơi vỉ giống vậy thôi, rồi nếu mà có thì nó cũng là hàng phép từ Trung Quốc nhập qua, đa số là nhập từ Trung Quốc qua, tại vì nó dễ đi theo đường biên giới, cái vô ào vậy đó. Tới những năm gần đây, em nhớ không lầm là tầm năm 2009 thì mới bắt đầu giống như những cửa hàng như là, em không nhớ là My Kingdom bắt đầu từ bao giờ, nhưng mà em nhớ là bắt đầu có những cái cửa hàng rồi những cái công ty nhập Kratatomy, Bandai, nhập những cái đó về đấy, thì bắt đầu nhập Gundam and all the stuff từ Nhật Bản về. Cái tới bản đi em nghĩ chắc khoảng đâu tới 2012-2013 gì đó, thì cái thị trường nó mới bắt đầu rộ lên là có My Kingdom rồi này nọ, thì với lại internet rồi này nọ bắt đầu nó phát triển nhiều á, cái người ta bắt đầu tự order được cái rồi, cho nên ta chạy ra nó bắt đầu mua những cái đó về, thì sẽ bắt đầu có những cái bạn tự làm shop bán những cái đồ chơi mà đó giờ chưa ai có, chưa trên thị trường chưa có, mà bắt đầu có collectibles, Marvel Legends. G.I. Joe thì tại vì em nghĩ là nó giống như cái văn hóa của Mỹ nhiều hơn. Bên này không có ai biết G.I. Joe, biết về Marvel với lại DC nhiều. Cho nên họ bắt đầu nhập về hướng đó. Với lại đồ Nhật nhiều lắm. So, đó thì từ đó mới là có collectibles. Còn trước đó là toàn những cái đồ chơi mà dạng cho
cho thật sự là đồ để mà chơi đó, chứ không phải là đồ khu, để sưu tập. Đúng rồi, thì chắc vì những cái văn hóa của phim Mỹ như là Marvel, DC được vào những cái rạp ở Việt Nam thì mới có cái phong trào mua những cái đồ chơi collectible của, của những cái phim đó không? Ừ, đúng rồi. Thì bắt đầu từ lúc mà Iron Man 1, 2 rồi Hulk các kiểu thì bắt đầu đã mới biết tới Iron Man, rồi biết tới siêu anh hùng. Mới nó nhập về thì nó mới nhận ra cái nhân vật đó, thì đó bắt đầu mới mua. Con nít mới bắt đầu biết tới siêu anh hùng. Anh hỏi này nè, bây giờ đó mình có đồ chơi siêu anh hùng như vậy và mình có những cái phim ảnh hưởng văn hóa, nhưng mà đồng thời đó là bây giờ mấy cái đồ chơi, mấy cái game digital đó thì nó rất là thịnh hành, nó rất là ai cũng biết nhiều tới, thì cái đó nó có phải là nó cạnh tranh với cái hàng đồ chơi của collectible hay là hàng đồ chơi vỉ digital product, nó không có, nó làm cho cái hàng mà đồ chơi mình bị yếu đi không, hay là hai cái nó khác? Luân với Hà có thể giải thích cho anh biết không? Hai cái nó em thấy thì hai đứa này ok, hai trước đi, hai trước đi. Ok, hai cái nó thì nó cho tới bây giờ thì em thấy là nó tồn tại song song ở một cái như thế này, có nghĩa là nếu mà ở trong thực trạng là đồ chơi vỉ á, thì đối với những lứa mà nhỏ nhỏ người ta vẫn prefer là con của họ chơi đồ chơi, ví dụ như là đồ hàng, nó đụng vô được cái xe, cái gấu bông rồi các kiểu rồi này nọ như vậy hơn là một cái điện thoại. Tuy nhiên là có những người họ mua được điện thoại thì họ sẽ cho con họ coi cái điện thoại đó nhiều hơn, tại vì là thật ra thì họ cũng cần cái điện thoại đó, và cái điện thoại đó bây giờ nó có thể làm cho con họ phân tâm để ngồi yên một chỗ, thì họ không cần phải tốn tiền để mua đồ chơi nữa. Còn đối với khi mà các thành phần lớn hơn thì nó lại trở thành cái việc bổ trợ, giống như là cái văn hóa của bên Mỹ bây giờ, có nghĩa là khi người ta ra phim, người ta ra game, thì sau đó nó sẽ tới merch, nó sẽ tới figure, và những người mà đam mê cái phim và cái game đó, họ sẽ đi mua những cái hình, mô hình của những cái con nhân vật đó để họ đem về họ trưng. Thì em nghĩ nó là tồn tại song song, chứ nó cũng không phải là đấu tranh với nhau quá. Well, Hà nói cái với... merch tiếng Việt là merch. Cái gì hả? Merch tiếng Việt là gì ta? Những sản phẩm ăn theo. Đúng không ta? Những sản phẩm ăn theo giống như là ví dụ như là mình có con Iron Man đi, rồi mình có móc khóa Iron Man, có bình nước Iron Man, có hộp bút Iron Man, có figure Iron Man, rồi có đồ chơi, xe, mặt nạ, các kiểu về Iron Man, thì những cái đó là merchandise, là em gọi tắt là merch. Right. Thì em nghĩ là cái việc mà digital, những cái điện thoại, những cái apps rồi game trên điện thoại, mà thật ra những năm gần đây bắt đầu nó khi mà nó hiện đại lên đó, thì bắt đầu nó chuyển qua anh chơi game nó nhiều hơn. Thật ra thì em thấy nó có ảnh hưởng, giống như là hồi trước là ai cũng chơi đồ chơi hết, không có đồ chơi thì chơi những cái trò chơi ở ngoài trời thôi, cùng lắm thì mình coi tivi. Nhưng mà từ lúc mà có internet với lại điện thoại thông minh rồi iPad các kiểu, thì họ bắt đầu chuyển qua chơi cái đó nhiều hơn. Đó, thì giống từ người lớn chơi, rồi người lớn chơi con nít chơi, thì giống cái đó nó bắt đầu cái thị trường bắt đầu tụt xuống, đồ chơi bắt đầu tụt xuống, thì tới một cái mức là nó vẫn giữ được, cho nên bây giờ thì nó khá là cân bằng, giống như Hà nói vậy đó. Thì với lại thì em thấy thì nó giống như là cái độ tuổi thì đúng hơn, tại phụ huynh bây giờ thích là một số phụ huynh sẽ thích con nít
chơi điện thoại, chơi iPad. Nhưng mà một số phụ huynh vẫn thích con nít chơi đồ chơi. Xong rồi bắt đầu nó lớn lên tới đâu năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bắt đầu nó mê game. Thì xong rồi sau đó lên thì nó mới thấy được cái sự hấp dẫn của những cái món đồ chơi collectibles. Thì nó mới quay lại chơi đồ chơi. Thì kiểu như vậy. Cái collectible market, cái thị trường collectible đó, nó có chia ra là nhà giàu, nhà nghèo, hay là những cái người từng lớp trong xã hội ai cũng tham gia được, mua được cái món collectible không? Ok, cái này thì bản thân em thấy thôi. Thì nếu mà collectibles á thì nó vẫn dành cho khán giả trở lên. Em phải nói là vậy. Tại vì collectible là mình mua về trưng, cho nên mình cũng phải có một cái mức sống nhất định thì mình mới nghĩ đến chuyện là mình thấy cái đó đẹp, mình thấy cái đó phù hợp với mình, hay là mình thích cái đó thì mới mua về cái đó về trưng. Chứ mà với những người, một số người thực dụng hơn xíu thì họ chỉ thấy nó là một cục nhựa thôi, nó cũng đâu làm được gì đâu. Nhưng mình không lẽ mua về cứ để đó chứ không có không tác dụng gì hết. Anh hỏi cái câu đó là thấy hai em phản ứng cười cười, thấy ngượng ngượng, là phải có một cái gì làm cho đánh cái tâm lý của hai em. Tại vì anh hỏi cái câu đó là anh biết nếu mà con anh á, là anh có một đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi mà mua về đồ chơi trung vĩ hoặc là mua collectible, nó đâu có biết đâu. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Nó chỉ biết là đồ chơi thôi. Nhưng mà collectible thì nếu mà mình phân tích ra cái giá cả, cái price structure của đồ chơi nhựa mà trung vĩ đó, thì nó sẽ cái độ mà suy nghĩ về cái sản phẩm trong cái merch, cái department bên merch á, là từ phim ra, từ cái chất xám của một người tạo ra cái đó, nó cao hơn rất là nhiều cái đồ chơi vĩ, phải không? Dạ đúng rồi. Giống như là kiểu mình phải tới sao ta, em không nói là, tại vì mình phải có một cái độ nhận thức nhất định thì mình mới appreciate cái chuyện, là mình mới tôn trọng cái chất xám mà những người sáng tạo rồi bỏ hết vô nó thành một cái collectible. Thì mình phải có một cái tầm nhận thức, mình mới thấy là cái đó nó có giá trị thì họ mới mua. Em nghĩ là vậy. Nhưng mà quay back lại cái câu hỏi mà về có phân chia giai cấp không á, thì thật ra là ai trụ được á thì thì mua thôi à. Tại vì là cái vấn đề là đối với collectible ở đây hiện tại thì gần đây mới bắt đầu xuất hiện những cái gọi là collectible mà giá rẻ có thể afford được. Tuy nhiên là nếu mà so với lại cái cách nhận thức về giá trị của người Việt Nam á, thì một cái con mà nó nhỏ như thế này tầm khoảng 10 cent, năm chắc khoảng 18 cent thôi. Một cái con như thế này, 5 cent đi. Một con như thế này mà 100 ngàn, nếu nó không đáng, nó không đáng. Tại vì nếu mà người ta không thích cái nhân vật đó, người ta không có suy nghĩ về cái gì cái giá trị mà nó mang lại, thì cái đó nó chỉ là cái cục nhựa 5 cm và 100 ngàn, cái điều đó nó không có đáng. Còn với những cái collectible mà nó thật sự đẹp, nó thật sự chất lượng á, thì cũng khá tiền. Ở đây thì người ta hay gọi chơi là ma túy nhựa, là plastic cocaine đó. Có được cái câu đó ma túy nhựa đó, là anh cũng nó mang lên một cái đề tài là xã hội mà tới mức mà có ma túy nhựa, tất nhiên á là
có một cái sự hiểu biết về cái cục nhựa đó. Tại vì nếu mà một cái xã hội mà chưa tới cái mức mà hiểu được cái tầm quan trọng của cái miếng nhựa đó đó, thì cái thị trường mà nhập mấy cái miếng đó vô đó nó còn xa lắm, đúng không? Thì anh nghĩ là hai em cũng phải là theo đuổi cái phong trào của cái nhựa, và lúc mà hai em dẫn đầu những cái team để design, để tạo ra những cái đồ chơi cho người Việt Nam đó, là cũng phải biết là mình có đi sau mấy năm, hay là đang rượt, hay là phải ý quan hỏi á, là mình biết như vậy á, thì mình biết là mình phải tạo trước rồi cái phong trào để người ta mua cái cục đó nó lâu lắm phải không? Câu hỏi tại là vì câu hỏi là như vậy nè, những cái lúc mà tụi em tạo ra những cái nhân vật bên công ty của tụi em á, thì cái phong trào mà người ta mua mấy cái cục nhựa giữa 15 xu, 15 xu hay là 100 ngàn á, thì nó cái đường nó còn dài lắm phải không? Hay là nó sắp ngắn gọn lại cái thời gian là mình ra cái đó rồi bây giờ thị trường sẽ hiểu được là bây giờ có cái món vật này nó rất là quan trọng. Dài, em nghĩ là nó có hai yếu tố. Thứ nhất là mọi người cái nhận thức của mọi người về về cái cục nhựa đó bắt đầu cũng thật ra thì tụi em đi khá là trước khi mà mọi người bắt đầu appreciate về đồ chơi, cho nên cái bộ đầu tiên của tụi em cũng hơi khó bán tại vì không ai appreciate hết, cho nên chỉ có một số ít người là ok hiểu là cái này là đồ chơi thật sự là rất là ý nghĩa và đó là đồ chơi sinh lý thủy tinh thì mới mua về thôi, chứ đại đa số là họ vẫn chưa có quen cái chuyện là chơi đồ chơi đó. Đó là cái thứ nhất là họ chưa có quen cái chuyện chơi đồ chơi, thì bây giờ bắt đầu họ quen dần rồi, cho nên về họ bắt đầu appreciate những cái món nhựa để chân đó. Còn cái thứ hai là về cái nhân vật thì tính ra thì nói là tụi em cũng đi trước một bước hơi dài là lúc đó là mọi người không có ai quan tâm tới cổ tích hết trơn á, giống như là ai cũng không ai nghĩ đến chuyện là đem cổ tích lên làm phim hay là đồ chơi hay là chuyện hết. Chỉ có ông sếp em là ok làm cổ tích đi, tại vì cái đó ai cũng biết thì mình có một cái giống như là một cái đà lên trước, là ra một cái nếu mà người ta nhận ra đó là sân tinh, đó là thủy tinh thì mình đỡ phải marketing. Đó là cái idea vậy thôi. Thì một thời gian sau rất là dài họ mới bắt đầu cái phong trào tìm hiểu sâu về văn hóa với lại tìm hiểu về cổ tích các kiểu, rồi mới bắt đầu phục dựng cổ trang rồi các kiểu, thì họ mới appreciate lại những cái con nhân vật mà tụi em sáng tạo ra rồi tụi em làm thành figure. Thì hai cái đó nó vô thì bây giờ thì nó đỡ hơn hồi xưa rồi. Tất nhiên là mình phải dành rất là nhiều thời gian để khuyến khích thị trường, và vừa khuyến khích mà vừa educate, vừa bổ sung cái sự hiểu biết của thị trường của mình, phải không? Đúng rồi. Gần là bây giờ là gần 5 năm thì cái việc đó Luân với Hà nghĩ là mình đã đạt được nhiều hay là còn cái thời gian phải rất là nhiều hơn? Em thì em thấy là mình cần chắc cũng phải một năm nữa, nhưng mà nó sắp rồi. Còn Hà sao? Anh nghĩ là nó sắp rồi đó, chứ cũng không phải là quá lâu đâu. Thật ra thì một năm maybe cũng có thể, nhưng mà tại vì cái vấn đề là
Có nghĩa là mọi người đang bắt đầu hứng thú với cổ tích Việt Nam và thần thoại Việt Nam. Nhưng mà ở trên cái phương diện là cái một cái đề tài rất là chung chung chung, có nghĩa là giống như là bây giờ mình nói là mọi người đều thích siêu anh hùng, nhưng mà không có nghĩa là bây giờ mình tạo ra một cái siêu anh hùng khác thì chắc chắn là họ sẽ thích và họ sẽ bán được đồ chơi. Thì đối với người Việt Nam bây giờ là họ đang bắt đầu tìm hiểu về những cái chuyện cổ tích là như vậy. Tuy nhiên là mỗi người lại một vẻ, có nghĩa là thánh giống của người này không giống với lại thánh giống của người kia. Cho nên là nếu như mà có một cái sản phẩm truyền thông mà nó thật sự thành công, hoặc là nó lặp đi lặp lại nhiều lần để người ta ăn cái hình ảnh đó vào trong đầu rồi, thì cái sản phẩm về cái hình ảnh đó nó mới có thể thành công được. Chứ còn tại vì là từ trước tới bây giờ người ta vẫn quan niệm là cái chuyện mà Việt Nam làm đồ chơi á, thì trên thị trường người ta chỉ thấy được những cái đồ chơi mà làm cho con nít, là phải kiểu như con nít chơi, kiểu giống như là lính, những cái lính nhựa, hay là những cái đồ Khủng chơi em long bé xe. đồ Đúng rồi, nó rất là basic, nó rất là kiểu giống như là đơn giản. nó đơn giản tới mức gọi là tối giản, có nghĩa là miễn con nít nó cầm chơi thấy được cái này là con heo rồi là thôi là xong. Thì họ nghĩ là đồ chơi Việt Nam thì nó là như vậy, nó rẻ, thì khi mà mình ra một cái collectible mà nó mắc tiền, họ lại khó chấp nhận hơn. Tại vì đại loại như là trước giờ nghĩ là đồ chơi Việt Nam rẻ rồi, sao tự nhiên cái này giờ nó mắc quá. Ok, đồng ý là nó có giá trị, nhưng mà đối với ai có điều kiện thì họ mới dám bỏ tiền để họ mua. Thì mình cũng có thể làm nó rẻ hơn, nhưng mà nó lại vẫn cái quyết định cái vấn đề đó là một cái IP, một cái sản phẩm truyền thông, nó phải thành công, nó phải tất cả mọi người đều biết, thì cái sản phẩm đồ chơi đó nó mới được đón nhận. Anh hỏi cái mấy cái câu hỏi này á, là có cái ý này nè. Hai em đang ở Việt Nam đang tạo ra những cái mô hình của những cái thần thoại của người Việt Nam, nhưng mà những người mà ở ngoài nước á khao khát để cái tên, để cái danh của người Việt Nam mình nó loan truyền khắp trái đất này, thì cái công việc của hai em á rất là quan trọng. Là tại vì từ con nít bẩm sinh ở nước ngoài nó không được biết tới những cái thần thoại, những cái người doanh nhân hay là những người siêu nhân của mình, thì không có cái, hiện giờ mình không có siêu nhân, nhưng mà mình có thần thoại, hoặc hoặc là mình có những cái sơn tinh thủy tinh, mình có những cái câu chuyện của người Việt Nam. Thì cái vấn đề mà mình làm đồ chơi và mình tạo ra những cái đồ chơi, hình ảnh đồ chơi của người Việt Nam á, thì trong nước đã quan trọng trong nước rồi, nhưng mà ở ngoài nước đó, những người ở ngoài á cần những cái sản phẩm này, thì hai em đang làm một việc là đi từ căn bản trong cái đầu óc suy nghĩ của một đứa Việt Nam còn bé sống ở bên Đức, sống bên Úc, sống bên Pháp. Nó có một cái hình ảnh, nếu mà bố mẹ nó có cái ý thức thì bố mẹ nó sẽ mua cái miếng cao su. Rồi nó có cái sự hãnh diện trong đầu, trong tâm của nó có cái sự hãnh diện là một người Việt Nam có những câu chuyện hấp dẫn, và mình cũng có cái văn hóa đặc biệt của mình. Đúng không? Đây không phải là mình làm việc này không phải là duy nhất là vì thương mại hay là kinh tế, nhưng mà mình làm vì có cái lý tưởng. Đối với anh á, anh nhìn hai em là thấy là có cái lý tưởng nó xa, nó có thể nó đi rất là xa, là mình ảnh hưởng được những đứa bé 15, 20 năm nữa, là nó thấy những cái đồ chơi, món món đồ này bố mẹ từ bên Pháp hoặc là bên Việt Nam, có gia đình bên Pháp hoặc là bên Úc gì đó gửi về đồ chơi cho tụi nó mới biết. Tại vì những đứa mà nó lớn lên ở hải ngoại, nó không có một cái khái niệm là phải có cái
tự tin, mình là người Việt Nam, có một cái hãnh diện là mình là người Việt Nam. Thì anh nghe hai em kể là những cái chi tiết rất là technical, nhưng mà trong cái thực tế mà nó diễn ra đó, thì những đứa bé, nhiều khi là hai em đang làm việc phục vụ những cái đứa bé mà nó chưa sanh ra nữa. Tại vì 5 năm nữa đó là bắt đầu cái hàng của mình, cái hàng của hai em, hàng Việt Nam của mình nó càng ngày càng tiến lên. Thì 5 năm nữa cái đứa bé nó sanh ra rồi nó tới 5-10 tuổi là bắt đầu á, là cái mầm non mà suy nghĩ mà về đồ chơi và cái văn hóa của Việt Nam nó phải hướng về. Rồi từ từ nó có kêu bằng cái hãnh diện là một người cái niềm tự hào. Cái niềm tự hào á, cái đó mới là cái quan trọng. Cái tự hào là mình là người Việt Nam, mình có cái nguồn phát xuất. Những cái người mà thế hệ của anh á thì lớn á không có cái niềm tự hào, bởi anh mới phải làm cái chương trình này để mà anh tìm tòi những người mà đẩy cái tự hào từ nước ngoài, từ trong nước, trong Việt Nam. Mình phải có cái tự hào là mình là người Việt Nam, là tại sao mình có được những cái đồ chơi sản phẩm, thì tại vì là những người như hai em tạo ra những cái hướng đi như vậy. Thì anh rất là những gì. Bây giờ mình bàn tới vấn đề mà từ cái ngày đầu mà có cái concept của một cái đồ chơi đó, thì hai em có thể giải thích là trong cái ban, trong cái đội của tụi em á, là design như thế nào, cái phương pháp mà nghĩ ra cái character như thế nào, rồi từ tới cái giai đoạn mà làm ra nhựa, rồi làm ra khuôn, rồi đi bán. Anh muốn nghe hết cái giai đoạn, những cái giai đoạn đó. Wow. Những cái gì mà bí quyết á thì nhắc tới, tại vì bí quyết của công ty thì anh không có dám hỏi hai em về bí quyết của công ty, nhưng mà nếu mà mình có thể mình chia sẻ được những cái tổng quát, cái phương pháp tổng quát thì anh muốn hai em giải thích cho anh nghe được không? Ok, thì trước hết là mình sẽ có một cái ý tưởng, luôn luôn là mình phải bắt đầu từ một cái ý tưởng đồ chơi. Thì ai là người ra cái ý tưởng đó? Ban đầu là đa số phần là của em là người suy nghĩ ra cái ý tưởng đó. Thì thường là em sẽ research về cái nhân vật mà mình muốn làm, sau đó là em tạo ra hình ảnh cho người đó, tạo ra tính cách, tạo ra màu sắc cho người đó. Sau đó tùy vào yêu cầu của món đồ chơi mà em muốn nó có thể cử động, hay là muốn cái size của nó bao nhiêu, thì lúc đó là em mới phát họa ra chi tiết để mà team 3D có thể model 3D lên. Thì sau khi mình đã có cái model 3D thì sau đó là mình sẽ bắt đầu làm ra prototype. Well, hồi đó thì tụi em là send cái prototype đó cho xưởng. Prototype là gì? À, đó là một cái con mẫu, một cái nếu mà in 3D, ví dụ như mình có con sinh tinh mà mình đã vẽ xong, đã model 3D rồi, thì mình sẽ in con đó ra bằng máy in 3D, thì mình sẽ có được một cái con nhựa 3D để tụi em làm mẫu, để mà tụi em biết được giống như là nó nặng bao nhiêu, rồi rồi cái độ cao nó cỡ nào, nó có té không, hay là mình sơn lên thì cái màu sắc nó có phù hợp không. Rồi sau đó là tụi em sẽ liên lạc với lại các xưởng làm khuôn các kiểu, thì lúc đó là bắt đầu đấy phần liên lạc của Hà. Thì tất nhiên là bên Luân là thiết kế design. Yes, thiết kế design với lại sau. Thực ra thì bây giờ tụi em cũng multitask lắm. Tụi em thiết kế design, sau đó là em sẽ nếu mà làm khuôn mà lớn á, thì ngoài cái sức làm của tụi em á, thì tụi em mới đặt ở xưởng. Còn nếu mà những cái khuôn nhỏ nhỏ á, thì tụi em tự làm luôn. Thì em sẽ là người tạo tác cái khuôn thạch cao đầu tiên, để mà mình chuẩn lấy cái đó để đi đổ thành một cái khuôn kim loại.
rồi, yeah. And then đúng rồi. Right, that hate. Ok, tới lượt em thì em lo về gọi là quản lý về thời gian sản xuất nhiều hơn. Thì nói chung là các bạn đã, sau khi mà các bạn có khuôn rồi thì em sẽ tính toán về thời gian ép nhựa, giao hàng, rồi làm công đoạn sơn, in ấn, và phải có một cái phần nữa nó mất thời gian nhất, đó là kiểm tra chất lượng. Mình phải gửi cái những cái sản phẩm của mình đi tới cái trung tâm kiểm định chất lượng nhựa để đảm bảo, để cho người ta đảm bảo là những cái sản phẩm này nó an toàn cho công đích. Thì sau đó là mới có thể, sau khi mà cái trung tâm đó đã cho kết quả rồi, mình mới được quyền bỏ lên trên cái bao bì của mình và bắt đầu bán ra thị trường. Thị trường thì hồi đó thì tụi em có vừa tự bán và vừa bán ra các nhà sách hay là bookstore ở Việt Nam. Thì nó khác một cái là nó vừa bán sách mà nó vừa bán đồ chơi đó. Thì mỗi cái bookstore nó đều, mỗi cái nhà sách nó đều sẽ có một cái gian hàng đồ chơi hoặc là một cái khu vực đồ chơi, hoặc là tới bây giờ là Fahasa là một trong những cái chuỗi nhà sách mà tụi em có vẫn còn đang bán đồ chơi. Thì họ có hẳn riêng một cái khu đồ chơi luôn, là tách biệt ra khỏi cái khu bán sách của họ. Ok, thú thật thì sau cái mà từ khi mà đưa ra nhà sách rồi, cái kiểu là coi như là đất tới đó tụi em biết tới đó rồi đó, chứ về mảng mà marketing đồ này nọ thì tụi em vẫn còn hơi non, cho nên bây giờ thì marketing là tụi em bó tay rồi đó. Đúng rồi, tại vì cái thời gian mà tới marketing thì nó cũng chưa tới cái giai đoạn mà, tại vì hai em một người đang hướng về design, một người thì hướng về manufacturing, sản xuất ra cái sản phẩm, thì cái thời gian mà 5 năm thì nó cũng không có nhiều trong cái ngành, đúng không? Mình cũng phải cần thêm thí dụ 10 năm nữa mới chín mùi. Nhưng mà trong cái 10 năm nữa là cái người mà sếp của hai em chắc cũng phải học về marketing và đẩy cái sản phẩm như thế nào. Nhưng mà bây giờ mình trở về cái vấn đề mà bên nhựa đó, thì hai em là đang nói về cái mold, là cái khuôn á. Cái đó anh được biết là một cái rất là khó, là tại vì lúc mà mình đổ nhựa đó là những cái chi tiết, cái đồ chơi nó phải rất là kỹ lưỡng và cẩn thận, tại vì không thôi là cái nhựa nó không có đi đều trong cái khuôn á, thì cái vấn đề mà phát triển cái bên làm khuôn á, thì Luân Hà có thể giải thích cho anh biết cái tuần tự nó như thế nào không? Tại vì bên làm khuôn tụi em mới gọi là sao ta, mới vô nghiên cứu mạnh là tầm 5.5 gần đây, thì bắt đầu nghiên cứu là tụi em bắt đầu là đó là từ 3 năm trước. Thì lúc mà tại vì hồi xưa là tụi em đặt khuôn bên Trung Quốc, tại vì mình không có xưởng nào mà có thể sản xuất được khuôn ép nhựa đồ chơi hết, cho nên em đành phải đặt bên Trung Quốc. Thì có nhờ được một bác người quen, thì bác người quen đó mới liên lạc được nhiều xưởng, và những cái xưởng đó mới bắt làm khuôn cho mình. Thì sau một số biến cố thì bác người quen đó vô tình là bị trở bệnh và qua đời, cho nên là những cái connection đó tụi em bị mất đi rất là nhiều, với lại cũng có rất là nhiều trở ngại khi mà làm việc với Trung Quốc, cho nên là ông sếp thầy em mới quyết định là phải nghiên cứu làm khuôn mọi thứ ở Việt Nam. Thì tụi em bắt đầu với chuyện là quan sát cái cách mà họ làm khuôn khi mà tụi em qua xưởng thăm xưởng cái kiểu á, thì tụi em có document lại, có chụp hình rồi quay phim lại cái cách mà họ lên khuôn như thế nào. Thì kết hợp với lại cái việc mình research trên mạng, là mình tìm hiểu coi cái đó là mình cần cái chất liệu gì,
Ví dụ như là mới vô mình sẽ phải có một con mẫu như hồi nãy anh nói, rồi mình sẽ phải làm cái con mẫu đó trên mình một cái miếng đất sét để mà tạo ra một cái mẫu cho cái khuôn kim loại, là mình muốn cái khuôn kim loại nó hình dạng như vậy. Sau đó là mình mới bắt đầu, mình trải qua nhiều cái quy trình mình mới đổ ra được cái khuôn kim loại đó. Thì tụi em phải giống như là tự đi research về cái đó, rồi fail, rồi cũng may mắn là có một anh biết về kim loại đó, thì ảnh mới phụ tụi em, thì cái process của tụi em mới đẩy nhanh được tới ngày hôm nay, là tụi em ép được con đồ chơi của mình cỡ này. Thì nó gọi là Casey, là những cái con đồ chơi mà một khuôn, nó chỉ cần một khuôn mở ra thôi mà không cần sơn gì hết, một khuôn mở ra bằng PVC. Thì đó là cái cơ bản nhất của việc làm khuôn đó. Thì cũng rất là nhiều research rồi chất xám đổ ra. Cái gì mà khó nhất, tại vì anh ngoài nghĩ là làm khuôn cái gì khó đâu, mình tạo ra một cái khuôn mà đổ nhựa vô, cái gì mà dữ dội mà phải mấy năm mới tạo ra cái process làm khuôn. Mình coi lên mạng rồi mình làm theo người ta, thì tại sao cái gì đâu mà khó. Vấn đề là trên mạng họ không có chỉ hết. Những cái người mà ở Trung Quốc là họ kêu là họ giấu nghề á, họ sẽ không có chỉ cho mình, rồi trên mạng cũng không có luôn cái nhưng mà nếu mà muốn ép ra bằng ép ra nhựa PVC thì mình phải, thứ nhất là đúng là mình phải cần một cái khuôn bằng kim loại, thì mình phải tạo tác như thế nào để mà ra được cái khuôn kim loại đó. Thì em nghĩ khó nhất là cái phần mà đổ ra được cái kim loại, thì mình còn đã không biết họ dùng kim loại gì, cách đổ như thế nào cũng không biết luôn. Thì có người nói là họ chỉ cần CNC ra thôi, nhưng mà cái đó thì nó lại nó đúng một phần thôi. Hồi đó thì em nghĩ là ai cũng CNC ra thì nó dễ, thì chỉ khi mà CNC là mình có một khối kim loại. CNC kim loại thì CNC là ví dụ như mình có một cái khối, một cái miếng kim loại đi, thì mình có một cái máy, nó là CNC, thì em biết tắt là cái gì thì em không nhớ. Nói chung là nó là một cái máy khoan, thì mình có một cái block kim loại, cái kim loại khoan là cái hình đó, kim loại là aluminum cái... hay là steel hay là cái gì, kim loại là cái gì, can be anything, like nó là tùy vào cái tùy vào cái sản phẩm của mình đi. Tại vì ví dụ như là bên Trung Quốc á, họ làm những cái sản phẩm mà có thể ép được khoảng 100.000 unit, 100.000 con, thì họ sẽ dùng những cái kim loại cứng hơn, ví dụ như là hợp kim của thép chẳng hạn. Thì nếu mà mình chỉ cần có một số lượng nhỏ thôi, hoặc là mình không đủ khả năng để mà mình nấu hợp kim, thì mình buộc mình phải dùng những kim loại khác. Nhưng mà CNC thì em nghĩ là nó là cái máy khoan để mà khoan kim loại, thì kim loại gì nó cũng không phải là cái quan trọng nhất. Thì theo một số người nói là chỉ cần khắc cái con nó lên cái bề mặt khuôn thôi. Thì nó hồi đó em cũng nghĩ là nó chỉ có như thế thôi, nhưng mà không phải. Có một số cái mình không thể khắc được bằng CNC. Thì ví dụ như là một cái khuôn, một cái block nó như thế này đi, nó phẳng, thì khi mà mình drill xuống cái CNC là nó khắc xuống theo phương thẳng đứng, thì đó mình không thể khắc được những cái mà nó âm vô bên trong. Cho nên nó những cái đó là mình buộc phải đổ bằng thủ công. Nên cái cách đổ mới là cái cách đổ kim loại, là với lại cái cách xử lý kim loại mới là cái cực kỳ khó mà tụi em phải bắt đầu với cái chuyện đó. Nhưng mà còn một cái khó khăn nữa là tại vì CNC á, thì họ quen đối với những cái máy mà nó có tỷ lệ có độ chính xác cao,
thì họ sẽ quen làm khuôn cho các nhãn hàng lớn và họ thích làm khuôn cho các chi tiết cơ khí kim loại, kiểu giống như là hộp số hay là vỏ xe hơi, vỏ điện thoại, đại loại là những thứ như vậy. Và họ không mặn mà lắm với lại làm đồ chơi, tại vì là cái điểm mạnh của CNC là những cái bề mặt phẳng, tuy nhiên là đồ chơi thì nó lại thiên về những cái nó uốn lượn, nó mềm mại hơn. Thì cái CNC bây giờ, công nghệ bây giờ thì nó có thể đạt được, tuy nhiên là những cái công nghệ cao như đó thì không ai mặn mà với cái chuyện là làm đồ chơi. Có những người làm CNC thủ công, có nghĩa là thay vì cái máy đó nó khoan xuống thì họ dùng tay họ khoan xuống. Họ cũng cũng có người chịu làm, tuy nhiên là nó lại phụ thuộc vào cái độ thẩm mỹ của cái người thợ. Thì những cái người thợ đó họ không có thật sự hiểu về cái sản phẩm đồ chơi mình đang làm, thì đối với họ là miễn là nó ra cái con nó nhìn giống giống vậy là ok, chứ còn kiểu họ chẳng hiểu là tại sao mình cứ bắt họ phải chỉnh những cái nhỏ 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 vậy cho nó đúng hay như thế nào đó. Cái đó hấp dẫn là tại vì Kiểu cái độ thẩm mỹ. cái thẩm mỹ đó, cái thẩm mỹ mà mình làm cái sản phẩm ra mà nó không có đúng cái chi tiết mà những cái lần mà nó mềm mại hay là nó đi theo cái khuôn mặt hay là cái tay mà nó diễn tả một cái gì á, thì cái emotion, và emotion tiếng Việt kêu bằng gì, Cảm cảm xúc. xúc, cảm xúc, cái cảm xúc của đứa bé hoặc cái cảm xúc của người mà mua sưu tầm cái collectible đó không connect được, không có, nó không có chính xác, mà nó feeling, mà nó đi trực tiếp vô cái lòng của cái người mua. Tại vì nó đổ đổ một cái CNC mà của bên mà cái người mà làm bằng chải đánh răng, hay là một cái hộp iPhone họ làm thẳng rồi họ cái chi tiết nó mất á, thì cái cảm xúc nó không thể nào mà nó gắn bó gắn liền với lại cái người mua, đúng không? Dạ đúng rồi, kiểu mình phải thật, ví dụ như là con Iron Man đi, nó phải thật sự giống Iron Man thì mình mới có cái mối liên kết cảm xúc mạnh được thì mình mua được, chứ mà nhìn nhìn nó không ra con gì hết trơn thì cũng đâu có tác dụng gì. Bởi mấy cái đồ mà fake, đồ chơi mà giả mà nhép lại mà của bên Trung Quốc mà làm lại thì nó mất cái phần chi tiết đó, nó mất cái phần kêu bằng góc cạnh thì không đúng, nhưng mà nó mất cái phần kêu bằng tỉ Hay là mỉ, phần linh hồn, linh linh hồn hồn cũng nè. yeah. Cái linh hồn mà hai em làm đồ chơi mà hiểu được cái vấn đề mà nó sâu sắc, sâu xa như 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 vậy thì một thời gian là chắc chắn là phải thành công rồi, tại vì những cái đó là những cái việc mà không coi thường được, đúng không? Mà làm sao mà hai em khám Dạ đúng rồi. phá ra được cái Thì chi tiết đó? em nghĩ là cái đó nó cũng em nghĩ là cái đó nó cũng là một cái điểm mạnh của cái đồ chơi so với cái digital. Đó là cái khi mà mình cầm vô cái connection của mình với nó rất cực kỳ mạnh. Nó mình cảm giác được cái món đó là nó thật sự có giá trị đối với mình. Có thể là mình nó nói lên con người của mình, hoặc là nó đại diện cho cái mà mình thích mà thật sự nó là của mình đó, thì mình cầm được nó trên tay, thì cái đó em nghĩ là một cái mạnh nhất của cái việc đồ chơi so với lại những cái sản phẩm digital. Hay quá. Bây giờ là đang có một cuốn phim anh được biết ở bên Việt Nam là Trạng Tí, phải không? Hai em có hai hai em có biết cái phim Trạng Tí không? Dạ biết. Sao hai em cười vậy? Lập xâm cũng hơi Nổi lắm nhiều. Sao 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 luôn. sao? Đang lầm xùm hơi nhiều về cái bộ À, phim đó. Tại tại sao mà lùm xùm?
Tại vì cái mà kinh điển nhất á là tại vì mình có được nêu đích danh ở đây không hay thì là sensor. nói luôn đi. Anh thì muốn tại tại vì anh muốn tại vì cái bộ phim Chàng Tí thì nó dính líu tới IP trong sách Yes. truyện tranh phong comic book của người Việt Nam. Dạ đúng rồi, truyện Anh tranh. muốn đi từ từ, anh muốn Dạ. đi từ cái Chàng Tí, và thật ra anh cũng muốn biết về cái những cái sự drama, nhưng cái Drama. quan trọng là từ từ mình link, mình phối hợp cái phim và cái đồ chơi. Tại vì anh cũng Dạ. hỏi về cái từ Chàng Tí, thí dụ mà ra đồ chơi thì nó mình cái phương pháp mà mình chạy nó như thế nào, nếu mà mình lấy Chàng Tí là một cái example, một cái gì đó là mình ok, nhưng mà mình nói chuyện về drama trước đi. Anh muốn nghe rồi thì anh muốn biết cái bê hai em nghĩ làm sao về cái phim Chàng Tí. Ok, nó là cái cơ bản nhất á, là khi mà người đạo diễn của không phải là đạo diễn mà là producer của cái bộ phim Chàng Tí approach cái studio mà đang giữ cái bản quyền của Chàng Tí, lúc đó là Phan Thị, để làm phim. Thì tuy nhiên là cái người họa sĩ mà thiết kế ra những cái nhân vật đó và vẽ ra những cái tập truyện đầu tiên là những cái tập truyện mà mọi người đều nghĩ nó là có hồn nhất và nó đúng với lại cái chất Chàng Tí nhất là Lê Linh. Thì trên trên thực tế là cái bản quyền của Chàng Tí và câu chuyện Chàng Tí của những cái tập trước á là của Lê Linh hết. Là hình ảnh của Chàng Tí và tất cả những cái nhân vật trong đó đều thuộc về Lê Linh. Tuy nhiên là Phan Thị đã đá Lê Linh ra và lấy, nói chung là tiếp tục sản xuất nội dung và sử dụng những cái hình ảnh của Chàng Tí và những cái nhân vật ở trong đó tiếp tục. Thì cái vụ kiện này là 12 năm hả? Phải theo 12 năm 12 á. năm. Là Lê Linh theo 12 năm và cuối cùng là đã chiến thắng và nhận được cái gọi là sở hữu về sáng tạo ra cái nhân vật, hình ảnh nhân vật Trạng Tí và các nhân vật liên quan cùng với lại nội dung của bao nhiêu tập đầu, khoảng hai mấy tập đầu. Hai mấy không ta? Hình như cỡ đó. Thì cái vấn đề là cái producer của Chàng Tí lại làm việc với Phan Thị mà mọi người thì không thích Phan Thị, tại vì cái vụ kiện đó là nó là một cái sự bất công rất là lớn đối với lại cái người họa sĩ là Lê Linh. Thì nhưng mà producer vẫn mua bản quyền và vẫn tiếp tục làm cái bộ phim đó, mà cái người họa sĩ không được hưởng bất cứ một cái gì hết. Đó, thì người ta mới không thích cái chuyện đó. Tuy nhiên là sau đó thì người producer đứng ra và có nói là tôi là người fan của Chàng Tí và tôi chỉ muốn làm gọi là đưa cái nội dung đó lên phim ảnh và làm nó nổi tiếng thôi. Thì tuy nhiên là mọi người đều nói là well, là fan của Chàng Tí mà không lẽ không biết cái vụ kiện 12 năm. Thiệt. tất cả những cái đó thì người ta không thích cái Chàng Tí, tại vì cái bộ phim này vốn dĩ là khi mà nó ra thì cái em thì em chưa coi hết bộ phim, nhưng mà coi về trailer thì nó không có cái chất của Chàng Tí Của Lê theo Linh. trí nhớ của người ta, của Lê Linh. Nó là một cái hoàn toàn khác, nó giống như là một cái bộ phim điện ảnh lấy tên Chàng Tí chứ không phải là Chàng Tí chuyển thể từ truyện thành phim. Đó thì
Nhưng mà một cái vấn đề nữa là cái ông đạo diễn của cái bộ phim Chuyện Tí lại đi đôi co với lại khán giả, với những người hâm mộ, là ổng không có muốn làm giống với lại nguyên tác của Chàng Tí, tại vì là Chàng Tí dạy cho con nít khôn lõi, thì đằng ra là chân nọ đá chân kia, một người là producer, họ đã hiểu cái lỗi của họ rồi, họ đi năn nỉ người ta rồi. Còn cái ông này là ông đạo diễn thì ổng cứ kiểu giống như là cố đấm ăn xôi, cứ lên cãi gàn vậy. Thì nói chung là cái câu chuyện nó cũng lùm xùm kiểu đó, và nó cũng không đi về đâu. Nhưng mà thì Lê Linh là họa sĩ thì cũng đã lên tiếng rồi, thì Lê Linh cũng không, thứ nhất á, là bộ phim này nó làm mà không có sự đồng ý và góp mặt của Lê Linh ngay từ đầu, mà bây giờ producer bắt đầu đi hỏi lại Lê Linh là có thể support cái bộ phim này không, thì Lê Linh không thể nào support được, tại vì họ đã vượt mặt rồi. Và cái thứ hai nữa là cái bộ phim đó ngay từ đầu đã không có sự cố vấn, hay là không có tham khảo ý kiến, hay là mời Lê Linh làm cái gì hết, thì bây giờ Lê Linh không thể nào mà đứng ra và nói là tôi đã cố vấn cho bộ phim này, hay là tôi ủng hộ cái bộ phim này được. Rắc rối quá ha. Cái quan trọng của cái bên thiết kế design nó quan trọng vô cùng, tại vì cái hình ảnh của một bộ phim hay là cuốn truyện mà mình tạo, mình gây cái ấn tượng của cái nhãn hiệu của một cuốn truyện như là Chàng Tí á, nó trong cái ngành đồ chơi, ngành phim, ngành nói về kể chuyện gì đó, nó quan trọng cỡ nào, nó quan trọng vô cùng. Tại vì cái hình ảnh cái người mà vẽ ra đó, là bên thiết kế bình luận đó, là design từng cái chi tiết, cái chi tiết á, thì anh thật ra muốn nêu ra cái phim Chàng Tí là về vấn đề khác, nhưng mà không ngờ là anh em mình bàn về cái vấn đề drama, nhưng mà it's okay, không sao. drama vui. Cảm ơn Hà đã điện chi tiết, tại vì anh cũng không có rành lắm cái đó. Anh cũng biết về cái drama, nhưng mà anh cũng không có rành. Nhưng mà nó nói lên cái sự quan trọng của cái người design, cái team design ra, như là Lê Linh và Luân và Hà, có một cái sự design cái character đó, nó phải ra cái hình ảnh đặc biệt của cái nét của mình nghĩ ra trong đầu mình, thì nó ảnh hưởng, nó gây cái sự ấn tượng cho những người fan, phải không? Thì yeah, đúng rồi. Cái thời gian mà mình tạo ra cái ấn tượng đó, nó là mấy năm, rất là nhiều năm, đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều năm. Tại mình cứ phải gây cái ấn tượng, mình gây cái ấn tượng, mình phải quăng cái để thị trường, để cho họ hiểu được cái nhãn hiệu, cái hình ảnh của cái character đó. Cái đó là một cái giai đoạn trong cái xã hội người Việt Nam, là anh thấy là mình đã tới một cái mức độ là mình hiểu được cái tầm quan trọng của nhãn hiệu từ trong đồ chơi, hoặc là iPhone hay là cái gì đó, cái tạo ra cái branding của đồ chơi hay là cái gì rất là quan trọng, phải không? Dạ đúng rồi. Như kiểu thật sự thì khi mà mình nói về Chàng Tí thì quay về cái chuyện mà cái anh đạo diễn á, ảnh có lấy ví dụ về cái việc mà Marvel làm cách làm phim của họ, thì em thấy là em không đồng ý chuyện đó. Tại vì ví dụ cơ bản nhất là bác Stanley tạo ra Spider-Man, thì bác tạo ra cái hình tượng đó, gọi là Spider-Man là mặc suit màu đỏ, rồi có những họa tiết màu xanh, rồi có một cái symbol con nhện ngay chính giữa. Thì những người làm phim kế tiếp họ luôn phải làm đúng những cái đó, thì
nó mới connect được với lại những người đã hâm mộ Spider-Man. Đó, bởi vì cái khi mà cái tác giả cái hình ảnh đầu tiên của tác giả đưa ra nó đã quan trọng rồi, mà cái hình ảnh đó nó lại lặp lại một cái thời gian dài cả thập kỷ, thì nó thành một cái gọi là nostalgia, là thành một cái sao ta, nó là một cái nostalgia đó. Yeah. Thì cái đó nó mang cảm xúc rất là mạnh cho những người là đã quen thuộc với lại cái hình ảnh đó rồi. Cho nên mình, nếu mà mình làm phim, mình không thể làm sai, ngay cả đồ chơi nữa, mình không thể làm sai cái đó được. Thì nếu mà mình chỉ cần không đúng thôi, ví dụ như con này không phải con nhện mà là con gì đó, thì người ta chửi liền luôn, kiểu như vậy. Thì đúng là bây giờ mọi người đang bắt đầu nhận ra cái chuyện đó, là mọi người nhận ra cái chuyện connection rất mạnh của cái hình ảnh đối với lại cái cảm xúc của họ. Cho nên cái đồ chơi và cái phim thật sự là phải đi theo cái đó. Thì nếu mà có biến tấu thì cũng phải thật sự respect cái hình ảnh đầu tiên. Chứ làm bậy bạ là sai cái nó trừ cha là không ai chịu hết. Đúng rồi, thì những cái chi tiết mà mình đang thiết kế mà design là nó có những cái những cái hình ảnh của cái tay hoặc là cái áo hay là cái ngực hay là cái tóc, thì nó phải chính xác vô cùng, tại vì những cái chi tiết đó nó làm cho cái người mà đang ngồi xem, cái người fan á, người ta gây cái ấn tượng. Thì lúc mà mình đi trở về cái vấn đề mà đổ khuôn á, đổ khuôn thì nó phải chính xác vì những cái nó phối hợp chung với nhau, những cái chi tiết đó nó phối hợp chung với nhau, đúng không? Còn nó không đi chung với nhau mà nó tùm lum tùm la mà nó không chính xác, là cái người mà fan hoặc là cái người khách hàng của mình mua cái món đồ chơi đó là không thể nào mà người ta connect cái emotion, người ta không có cái cảm giác là người ta cầm cái món đồ chơi mà nó chính xác được. Thì cái việc của hai em là rất là quan trọng, là tại vì cái độ chính xác của sơn tinh thủy tinh hay là thánh giống gì đó nó phải đi vào lòng của những em mà mua cái sản phẩm sau này. Đúng rồi, kiểu như đơn giản nhất là cái việc mà mình đổ cái khuôn ra là mình phải gọi là polish ha, mình phải tập cho cái technique. Đúng rồi, tập cho cái technique của mình hoàn hảo thì cái khuôn nó, cái độ chi tiết nó mới được bóng và nó sắc nét. Thì cái đó tốn rất là nhiều thời gian. Như lúc đầu là tụi em đổ nó còn không ra được cái khuôn thì nó ra đổ, bữa Hà có thấy, Hà nhớ cái hình đó không? Nó như là cái cục gì á, cái cục hàng hay là cái cục gì á, chứ không phải là cái khuôn nữa. Nó ra được một cái chân à. đó vậy thôi đó. Mà bây giờ là rất là may mắn là tụi em đã đi một cái quãng đường khá dài là ép ra được nguyên con luôn rồi. Thì cái độ chi tiết nó tùy thuộc rất là nhiều yếu tố luôn. Như là đầu tiên là cái prototype nó phải chi tiết. Cái prototype khi mà mình in 3D ra, mình phải tỉ mỉ mà đánh bóng nó rồi làm cho những cái chi tiết nó rõ ràng hơn. Rồi coi cái khối lượng, rồi cái đường đi nhựa nó như thế nào. Sau đó mình để lên cái miếng nước sét á, cái mình làm lên đó. Sau đó mình mới tạo một cái khuôn khác bằng silicon. Thì trong cái quá trình tạo silicon nó lại phải chính xác. Sau đó là mình qua cái kim loại. Thì cái lúc mà đổ kim loại vô, nó vẫn phải đòi hỏi sự chính xác, tại vì nó vừa co ở silicon, cái silicon khi mà mình đổ thì nó sẽ có một cái độ co nhất định, tại vì nó nguội lại, nó sẽ giống như nó rút lại á, nó khác vật liệu cho nên nó co. Thì cái kim loại cũng vậy luôn, cho nên mình phải dự trù những cái đó mà khi mà đổ vô nó còn phải, mình phải biết cách như thế nào để mà mình giữ được cái độ chi tiết và trừ lại cái độ co đó nữa. Thì rất rối lắm luôn. Anh hỏi Hà với Luân là mình
tại sao mình phải làm cái khuôn nhỏ mà tại sao mình không làm cái khuôn lớn trước? Tại vì cái khuôn càng nhỏ thì anh nghĩ là càng khó. Nhưng mà mình làm, nếu mà làm cái khuôn lớn á, thì chi tiết nó không có nhiều, hay là tại sao mà phải làm cái chút xíu vậy? Thật ra là cái khuôn lớn á, mà người ta sử dụng trong công nghiệp á, nó là nhiều cái khuôn nhỏ nó ghép lại. Tại sao? Tại vì là giống như hồi nãy mình có nói á, là những cái khuôn người ta không, những cái chi tiết người ta không thể nào CNC được, thì người ta phải đổ kim loại. Thì khi mà đổ kim loại như vậy á, thì sau đó là còn phải những cái bước mài đánh bóng rồi đồ này nọ nữa, thì người ta phải làm từng cái nhỏ như vậy, thì người ta mới chia ra cho nhiều người đánh bóng, sau đó thì mới có thể ghép lại vô cái khuôn bự và ép ra thành nguyên cái vỉ. giống như Gundam á, khi mà anh lấy ra nó sẽ là một cái vỉ hình chữ nhật và rất là nhiều thứ nó dính vô nhau. Đó, là trong đó là mình đại loại mình có thể nghĩ là cứ một cái chi tiết như vậy là một cái khuôn nhỏ xíu. Giống như là mình có những cái chi tiết, nhiều cái chi tiết thì nó sẽ là từng cái khuôn nhỏ, cái mà mình ráp vô một cái đế bằng kim loại khác thì nó sẽ thành một cái khuôn to, sau rồi mình ép một cái là nó ra thành một cái vỉ. Tùy thiết kế nhưng mà nó không nhất thiết là phải có một cái khung vuông thế này. Cái này là do của Gundam cho nên nó phải có cái khung vuông thôi. Thì nó cũng rồi liên kết với nhau vậy đó. Xong rồi mình mới cắt ra từng chi tiết thì mình mới làm thành con đồ chơi. Anh hỏi hai em cái này nè, tại vì anh thấy cái khuôn đó anh nghĩ là cái giai đoạn tới á, là mình phải bơm nhựa vô cái khuôn phải không? Mà mình tới cái giai đoạn mình bơm nhựa vô khuôn được chưa? Mình có những cái máy đó chưa? Mình có thiết kế ra những cái máy mà bơm nhựa chưa? Hồi đầu thì ông sếp em định là tự làm cái máy. Nhưng mà nó cũng khá là phức tạp. Cho nên đi quyết định là mình mua luôn một cái máy ép tay thô. Thì ban đầu thì tụi em quen với cái chuyện là ép một cái máy to. Nhưng mà với bây giờ thì em mua được một cái máy nhỏ, thì cái máy đó là nó hơi thủ công, mình phải tự pump bằng tay, mình kéo xuống thì nó có cái pump thủy lực, nó bơm nhựa xuống bằng tay, rồi đóng khuôn thì nó cũng có một cái thủy lực nó đóng khuôn lại. Thì cái đó thật sự thì em thấy cái đó khá là tiện khi mà mình muốn nghiên cứu và mình tạo ra những cái đồ chơi nhỏ mà số lượng ít, tức là số nhựa không có nhiều, thì cái đó rất là ok. Thì tụi em may mắn là mua được một cái máy để mà thử khuôn các kiểu. Đó, thì hiện tại là tụi em đã có thể bơm nhựa và chắc cũng sản xuất được khá hả. Bữa là mình ép mình ép con sơn tinh mới là bao nhiêu con ta? Hình con như là 100 ha. Chưa... Wow, 100 con. Thử. 100 anh... nhưng mà có cái khuôn có cái khuôn cũ hơn, cái khuôn đầu tiên mình làm, thì thực ra là tại vì cái con đó nó chưa official cho nên không sử dụng thôi. Nhưng mà cái khuôn đó là ép ra được 1000 con và vẫn chưa có bị gãy hay gì hết. Anh nghe câu chuyện của hai em kể về cái đường đi làm đồ chơi là anh biết là ok, 5 năm. Mà anh nghe là hai em làm được khá nhiều cái đi từ design 3D tới mà hình như là sơn luôn là bên cái phần mà làm sơn mấy cái nhựa này là đã thành công phải không? Tất nhiên là mình muốn ra từ A tới Z là mình có thể mình làm được rồi. Bây giờ hiện giờ đừng, nếu mà nó không có là mấy con lớn hay là rắc rối quá thì mình đã có cái phương pháp là đi từ A tới Z phải không? 5 năm từ đầu tới bây giờ là 5 năm. Anh nghĩ là 5 năm nữa đó thì là nó phải kinh khủng lắm, cái design nó phải vượt bậc cái 5 năm vừa rồi, nó phải đi nhanh hơn nữa phải không? Mà em cũng nghĩ là như vậy. Bây giờ hai em lúc đó là có nhà máy rồi. Có nhà máy rồi. Mà anh rất
Anh rất là kêu bằng vui mừng và hứng thú nghe hai em kể chuyện này là tại vì cái tương lai của những trẻ em Việt Nam khắp thế giới sẽ mai này 10 năm nữa là cầm được đồ chơi của người Việt Nam, made in Vietnam, tạo ra bên Việt Nam, design bên Việt Nam, tư tưởng của người Việt Nam mình, phải không? Tất cả là mình từ A tới Z là mình có thể nói là 100% luôn là từ đầu tới đuôi design. Mà đâu có công ty Việt Nam hiện giờ ở bên Việt Nam có làm được như vậy không? Tụi em là công ty đầu tiên làm được cái này thì tại vì do cái thị trường đồ chơi bắt đầu nó phát triển cho nên những người cỡ em với lại từ em trở xuống hoặc là những người đó thì bắt đầu có nhiều ý tưởng và họ tiếp cận được một cái loại nghệ thuật là làm resin, là những cái tượng mà khi mà mình đổ silicon cái mình đổ cái nhựa resin vô thì nó đông lại. Đó, thì đó là một cái phương pháp đổ khác. Nó khá là thịnh mà bây giờ cũng rất là phổ biến luôn rồi. Thì họ bắt đầu chơi những cái đó là đổ ra những cái con resin nó thì nó không phải là nhựa cứng, nó không phải là nhựa dẻo mà nó khá là cứng. Đó, thì họ bắt đầu chơi cái đó rất là nhiều. Thì thị trường có rất là nhiều bạn rất là giỏi về cái chuyện đó luôn. Thậm chí có một cái studio bây giờ là chuyên về resin và là rất là đẹp luôn. Mà cái ngành resin ở bên Nhật là họ phát xuất ra, họ làm rất là khá. Anh biết được biết là người Nhật là cái món đồ chơi đó là họ thành công lắm phải không? Cái thường họ đổ resin là đổ những cái statue rất là lớn. Để mà đúng rồi, statue mà lớn lắm kìa. Mà giống đổ chỉ là đổ theo dạng thủ công mà số lượng ít thôi. Đó thì về cái bên Nhật là đa số là vậy, chứ mà những cái con đồ chơi khác thì họ đa số làm bằng PVC, nhựa PVC, nhựa dẻo các kiểu. Thì ở Việt Nam là họ đa số luôn, mà em thấy là gần như là tất cả những người đam mê đồ chơi đều đi theo cái hướng resin. Thì chỉ có tụi em là, em nghĩ là người đầu tiên đi theo cái hướng là làm khuôn và ép ra PVC. Nhưng mà nếu mà bên công ty của tụi em mà muốn làm mà bên resin á, có khó không? Khó thì sao ta? Em không nghĩ là khó, nhưng mà nó tốn công. Tại vì ví dụ như là bây giờ tụi em đã nghiên cứu được từ 0 lên tới đâu 5 đi trong cái process của việc làm PVC. Nhưng mà nếu mà bây giờ tụi em làm resin thì tụi em phải quay ngược lại số 0. Em phải nghiên cứu lại từ đầu. Thì cái chắc chắn là không đuổi kịp những cái bạn đã và đang làm rất là tốt trong cái lĩnh vực resin. Cho nên là tụi em với lại sếp tụi em cũng có bàn về cái chuyện này là thì tụi em sẽ không đụng tới resin. Nếu ít nhất là trong thị trường của Việt Nam thì tụi em sẽ không đụng resin. Em chú tâm trong cái chuyện làm BBC nhiều hơn. Tại vì một phần nữa là công ty hướng tới cái chuyện là đồ chơi mà affordable thì những cái action figure và các nhân vật đồ này nọ nếu như mà làm bằng resin thì không thể nào affordable được. Và cái vấn đề nữa là cái resin nó rất là dễ gãy, cho nên là những cái món đồ chơi đó thật sự là phải giữ và để trưng. Chứ còn mà nếu như mà cho con nít không thể nào giữ được hết. Kiểu resin họ phần nhiều là đồ để trưng và là tượng. Thì tụi em thiên về cái hướng là đồ chơi thì mình phải cầm được, mình phải cầm nó trên tay và mình tận hưởng nó. Chứ mà ví dụ như mình chỉ để nó, mình hung nó được, đúng rồi, mình đừng mình nặng mình hung cái mình bẻ qua bẻ lại, hay lỡ mình có rớt cái thì nó cũng không đến nỗi là nó bể liền. Đó thì còn resin là mình phải bỏ
để đồng kiến xong mình để đó rồi tối tối về mình bật đèn mình ngắm thôi chứ mình không thể nào mình cầm được. Nhưng mà thì cái thị trường nào nó lớn hơn mà nó mạnh hơn, cái bên resin hay là cái Well, hiện giờ thì em không sao ta, em không nghĩ là thì nếu mà so sánh về hai cái resin, những người làm resin và những và tụi em là người duy nhất làm về PVC thì tất nhiên là bên resin mạnh hơn, nhưng mà cái mà họ chơi đồ chơi á, họ những người nhập đồ chơi về xong rồi những người nhập collectible về thì tất cả những cái đó đều là PVC. Thì cho nên cái resin nó giống như là một cái loại hình nghệ thuật thủ công, hiện giờ là phát triển mạnh hơn PVC, nhưng mà về gọi là thị trường người ta thích mua thì nó vẫn vẫn là thích cầm cái con PVC hơn là cái con resin. Cho nên nếu mà tụi em phát triển ổn thì coi như là tụi em cũng có khá khá chỗ để mà để mà vùng vẫy. Tại vì nếu mà cái thế mạnh của resin là nếu như mà mình làm cái số lượng ít và mình muốn có một cái sản phẩm hoàn thiện như vậy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên là cái vấn đề là tại vì nó đổ bằng khuôn silicon cho nên khoảng 100 tới 200 lần là phải đổ lại cái khuôn khác, thì cái tiền vật liệu nó rất là nhiều. PVC thì tất nhiên là tiền vật liệu cũng nhiều, nhưng mà nếu như mình chơi theo kiểu đường dài kiểu 1.000 con, 2.000 con thì PVC lại lợi hơn là bằng resin. Nói về tới vấn đề mà PVC với resin á, PVC là plastic, plastic là cao su là rubber, nhưng mà plastic là nhựa. Cái vấn đề mà anh hỏi này xin lỗi hai em nha, nhưng mà mình hỏi mình bàn cho biết thôi. Cái vấn đề ô nhiễm môi trường á, đúng không, phải ô nhiễm môi trường mà làm ô nhiễm môi trường. Nó có ảnh hưởng đường dài và nó có ảnh hưởng mạnh mình làm đồ nhựa như vậy, nó có ảnh hưởng môi trường nhiều không? Và hai em cứ nghĩ là mình làm cái nhựa như vậy đó, mình có cái phương pháp nào khác để thay thế cái nhựa, hay là ở ngoài thị trường hiện giờ có cái những cái hướng đi về kêu bằng bảo vệ môi trường mình có những sản phẩm nào khác hơn là cái nhựa không? Tại vì cái này, những cái này là anh quan tâm rất là nhiều, và anh biết là mình hiện giờ thì mình đang còn học về cái phương pháp những cái phương pháp sản xuất, nhưng mà đường dài đó mình có hướng đi về mà bảo vệ môi trường không? Theo em được biết là cái này thì em không có depend về cái ngành của tụi em, đấy là em không có phải là bên vật gì cái ngành của tụi em, nhưng mà theo em được biết là cái mà gây hại nhiều nhất cho tới môi trường là những cái nhựa mà dùng một lần, ví dụ như là bịch xốp, ống hút, hay là kiểu những cái ly nhựa, hay là những cái màng bao bì nhựa. Và cái mà hại sinh vật biển nhiều nhất là những cái nhựa mà ngư dân họ đánh bắt xong họ thải ra trên biển đó. Thì về hướng cái ngành của tụi em, cái con đồ chơi của tụi em là vì em ép ra là đồ chơi, thì thứ nhất là cái số lượng họ chắc chắn không thể nào vượt qua ống hút hay là bao bì nhựa, đó là thứ nhất. Thứ hai á, là đồ chơi thì mình để chơi và để trưng rồi để mà mình giữ lại bên mình, chứ mình không có thải ra cái môi trường. Cho nên nói ít gì ra thì cái tuổi thọ nó hiện hữu ở bên mình nó kéo rất là dài, và họ kiểu hiếm lắm họ mới quăng một con đồ chơi đi. Trừ khi là ba cái nhựa, mấy con đồ chơi đá rẻ thì kiểu người ta chơi hư xong người ta quăng. Nhưng mà ngay cả những cái con đồ chơi như thế thì họ cũng đem về họ nghiền ra hoặc họ tái chế được. Nếu mà nó là PVC thì mình có thể tái chế được cái PVC đó lại thành hạt nhựa để mà mình tiếp tục mình sử dụng cho những sản phẩm nhựa khác. Cho nên cái
cái việc mà nó chạy ra được môi trường thì nó cũng tốn thời gian khá là lâu. Em theo em nhớ là nếu mà mình recycle miết á thì mình sẽ end up cái nhựa mà mình làm đồ chơi á, nếu mà mình bỏ nó đi thì nó sẽ tiếp tục tái chế đến một lúc nào đó thì nó sẽ thành cái để mà làm những cái lốp xe hay là những cái miếng nhựa PVC mà nó không cần thẩm mỹ, nó đen thui hay gì đó, thì những cái đó nó end up là tới được những cái đó thôi. Chứ thải ra môi trường thì em nghĩ là ngành em cũng không đến nỗi là quá nhiều. Mà hiện bây giờ có ở ngoài đó có cái technology nào mà xài bằng nhựa mà kêu bằng bảo vệ môi trường không? Là tất nhiên mình lúc mà 10 năm nữa người ta dục quăng trong thùng rác rồi nó có cái yeah. Nó có thể mà nó tiêu tan trong môi trường một cách kêu bằng không ảnh hưởng mạnh tới tự nhiên. Chắc giờ chưa, chắc bây giờ thì có hay là như Hiện giờ thì tụi em mới biết được là có bên công ty Lego á là họ đang ứng dụng một cái loại nhựa họ nói là degradable để cho các sản phẩm Lego của họ là những cái chi tiết mà cay á thì họ sẽ sử dụng những cái đó, thì nó sẽ mang cái ý nghĩa đó. Thì hiện giờ là em mới biết được cái hãng Lego đó thôi. Nhưng mà theo trước giờ thông tin đó thì người ta nói là như vậy, có nghĩa là degradable là tại vì cái nhựa đó nó được trộn với lại những cái thành phần organic khác, thì những cái thành phần organic đó nó sẽ degrade được, tuy nhiên là những cái phân tử nhựa nó vẫn sẽ nằm ở đó. Cho nên là nó giảm bớt thôi, chứ còn thật sự ra là nó cũng không đi hết 100%. Tuy nhiên là một phần nào đó thì nó vẫn còn tốt hơn. Tất cả những cái loại nhựa PVC đều tái chế được, tuy nhiên là nó phải phụ thuộc vào cái công nghệ tái chế và cái mức mà đảm bảo an toàn vệ sinh của cái cơ sở tái chế như thế nào thì nó mới có thể tái sử dụng để làm thành đồ chơi. Những cái vật dụng mà mình sử dụng mà bình thường, ví dụ như nón hay là lược hay là cái gì mà nó không tiếp xúc trực tiếp với mình thì cái đó không thành vấn đề, tại vì những cái độc đó nó không phải là phóng xạ, cho nên là nó không có ảnh hưởng nếu mà mình mang từ bên ngoài. Tuy nhiên là đối với là cái bác người quen mà đã giới thiệu cho tụi em về cái người làm khuôn rồi nọ, thì bác đó là thâm niên cũng rất là lâu trong ngành nhựa, là cũng làm đồ chơi đó. Thì bác đó nói là những cái tái chế, những cơ sở tái chế nhựa trước giờ thì nó chưa có thể là đảm bảo để cho việc làm đồ chơi. Thật ra thì họ cũng có nói là cái này nó đảm bảo, nhưng mà bác đó nói là đối với cái tầm của bác đó thì bác không thể nào mà sử dụng những cái loại nhựa này để làm đồ chơi được, tại vì không có cách nào để kiểm định được là trong cái nhựa này nó còn cái chất gì không, tại vì những cái cơ sở sản xuất nhựa họ sẽ có đầy đủ thông tin là thành phần trong cái nhựa này là cái gì, còn trong cái tái chế này nó là nhựa tái chế rồi, không có ai ghi được trong này là những cái chất gì thì nó chỉ là nhựa tái chế thôi, thì nó không thể nào mà đảm bảo an toàn để làm đồ chơi, mà lỡ đường mít nó có ngậm phải, nó có bị gì hay không thì không đảm bảo được. Mình hồi nãy giờ thì mình bàn rất là nhiều về sản xuất đồ chơi ở Việt Nam, nhưng mà hai em có cái cơ hội từ 5 năm nay có sản xuất cho nước ngoài hay là có khách nước ngoài không? Dạ, thì cũng có chứ. Tụi em may mắn là anh sếp của tụi em là có connection về ở bên Mỹ,
thì ở bên Mỹ là bây giờ mình có lập được một cái team. Thì cái team đó là về giống như là bên Mỹ có rất là nhiều convention, thì cái team đó đi săn những cái người muốn làm đồ chơi, những cái artist, những cái nghệ sĩ. Convention là sao? Lung giải thích được không? À, convention là ví dụ như nói dễ hiểu thì nó là triển lãm, hội chợ. Triển lãm. À, dạ 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 đúng rồi, triển lãm. Thì bên đó rất nhiều triển lãm về đồ chơi và phim ảnh và comic các kiểu. Thì rất là nhiều những nghệ sĩ nhỏ lẻ và những cái công ty lớn họ tham gia những cái triển lãm đó. Thì team của sếp em bên Mỹ á, là chuyên đi đến những cái triển lãm đó và giới thiệu thành cái công ty của tụi em cho những cái người đó. Thì có hai thứ là họ sẽ kiếm những cái người nghệ sĩ nhỏ mà họ muốn làm đồ chơi, tại họ chỉ cần một cái số lượng nhỏ thôi, thì tụi em đáp ứng được cái chuyện là làm cái số lượng nhỏ với cái giá thành ổn hơn là những cái công ty Trung Quốc. Mà những cái công ty Trung Quốc thì họ không hay nói được tiếng Anh, mà tụi em thì có thể trao đổi bằng tiếng Anh cũng ổn, cho nên đó là một cái thị phần mà mình có thể nhắm tới. Cái thứ hai là mình đi tìm những cái IP giống như là cái Trạng Tí hồi nãy á, là ví dụ như những cái truyện, rồi những cái truyện tranh Nhật Bản, rồi những cái phim của Mỹ rồi nọ, thì mình mua hỏi họ họ có bán cái IP đó không, thì mình mua về mình làm đồ chơi mà mình đem qua Mỹ mình bán. Thì rất là may là tụi em có cơ hội để tiếp cận được cái thị trường bên đó. Em nhớ hình như là mình mua được Dota Stone hả? Phải không hả? Dota Stone đúng không? Dota Stone. Cái thì cái manga nó là truyện tranh Nhật Bản, thì tụi em mua được một cái IP là cái manga nó tên là Dota Stone. À, thì đó là cái manga mà tụi em đang có được cái IP làm đồ chơi cho nó, mà tụi em cũng đang trong cái kế hoạch phát triển đồ chơi. Mà cái IP là gì, nhãn hiệu hả, hay là IP là tiếng Việt dịch ra là gì? Sở hữu trí tuệ của Dr. Stone là người Nhật cầm phải không? Người Nhật cầm cái bản quyền đó phải không? Dạ đúng rồi. Thì tất nhiên á là hai em phải deal với những là bên Nhật đúng rồi. Là tất nhiên hai em phải liên lạc với cái đội bên Nhật qua cái đội của người Mỹ, hay là như thế nào mà mình liên lạc được với những người bên Nhật? Thì là nói đi. Ok, tại vì là công ty shop cho nên là tất cả mọi người đều biết thông tin của nhau và cái cách hoạt động của công ty. Thì bên tụi em là mới liên lạc với một cái team bên Mỹ là của hai vợ chồng này, thì là họ bán cửa hàng đồ chơi và họ cũng rất là đam mê tâm huyết với những cái món đồ chơi đó. Thì họ rất là thích, rất là mừng khi mà biết được là bên em có thể sản xuất những cái đồ chơi số lượng thấp ít và chấp nhận làm những cái gọi là những cái sản phẩm mà nó ít nổi tiếng hơn và có thể trò chuyện được bằng tiếng Anh. Cái Dr. Stone đó là đối với hai vợ chồng đó, thì họ với cái kinh nghiệm bán đồ chơi của họ thì họ nhận thấy được đây là một cái tiềm năng, nó không có ở chỉ ở trên mặt giấy tờ mà nó ở cái mặt cảm xúc nữa. Tại vì bản thân người vợ cũng là một người rất là thích cái thể loại anime, và người chồng cũng là hoạt động rất là nhiều ở trong lĩnh vực đồ chơi và comic manga đồ các kiểu. Thì họ không chỉ nhạy về cái thị trường mà họ còn nhạy về cả cái cảm xúc của người tiêu dùng lúc đó.
Thì từ đó họ mới đi liên kết với lại cái người người hả, hay là cái gọi là đại loại là một cái kênh phân phối anime lúc đó tại thị trường Mỹ là Crunchyroll. Thì rồi mình bàn với Crunchyroll, rồi Crunchyroll mới hỏi cái người mà giữ IP bên Nhật để cung cấp cái quyền sử dụng cho bên mình. Đó. Thì nói chung nó cũng là một cái risk rất là lớn, nhưng mà team bên Mỹ là hai vợ chồng cũng là họ họ tin vào cái IP đó, cho nên là họ quyết định là dấn tới và đặt cả tiền vào để có thể có được cái IP đó. Cái Mà đấy hả? cái mà cái đó là cũng gọi là sao ta, có nghĩa là một cái leap of faith ấy. Một cái sự tin tưởng Mà không thấy trước, một cái đức tin, phải không? Một cái đức tin trong nghề hội của bên Hà với Luân. Thì cũng cũng nhờ vào cái sự tin tưởng đó của team Mỹ mà có cái IP Doctor Stone bây giờ. Tại vì là Sony đã mua Crunchyroll rồi, cho nên toàn bộ những cái IP khác mà không mà chưa có ai họ copyright là bây giờ là Sony khóa hết, tại vì họ đang muốn lấn chiếm cái thị trường anime ở trong Mỹ. Thì có nghĩa là chỉ có Sony được quyền làm phim và đồ chơi tất tần tật mọi thứ về anime ở tại thị trường Mỹ mà thôi. Nghe rắc rối ghê á, rắc rối thiệt á. Cái hành trình mà mua bản quyền rồi phải qua cái công ty Crunchyroll, rồi bây giờ là Sony, rồi bây giờ mình cũng Hà với Luân phải tiếp xúc với bên cái phía Nhật, rồi cái bản quyền, rồi bây giờ nó chạy lung tung. Nhưng mà chắc có lẽ là qua cái chu kỳ và qua cái kinh nghiệm mà hai em làm với nước ngoài như vậy, thì mình có thể mình hiểu thêm sâu sâu xa hơn về cái cách bán bản quyền sau này, và cách mà bảo vệ cái branding, cái IP của mình. Cái mà việc tương lai của công ty của hai em, thì hai em có quyết định hay là có một cái hướng đi, mình nghĩ ra là trong 5 năm nữa, 10 năm nữa là mình sẽ được hoàn thành, hay là mình accomplish, mình đạt được những cái mục tiêu gì không? Anh Lân muốn nói trước không? Hà nói đi. Hả? Em nghĩ Luôn là anh Lân luôn bị đứng có rồi. ok không? Ủa, vì sao bị frozen hả? Bị disconnect hay sao? À, disconnect. Ok. Anh Lân đang bị mute anh Lân. Hình như mạng của em nó mới chập chờn cái. Rồi, không sao. Ok. À. Rồi, Rồi. rồi, rồi. Hà, hồi nãy luôn có nghe không? Cái câu hỏi không? Em chưa nghe, em chưa nghe rõ. Đại khái là anh hỏi là cái trong tương lai đó mình dự định chương trình gì, 5 năm, 10 năm có cái hướng đi gì không, nhưng mà chắc Hà trả lời trước đi, tại vì Hà đang bắt đầu chuẩn bị nói đó. Thì trong 5 năm tiếp theo thì tụi em sẽ focus vô sản xuất cho thị trường indie, có nghĩa là tìm sản cung cấp dịch vụ sản xuất đồ chơi số lượng ít cho những người làm đồ chơi indie tại thị trường Mỹ, và lấy cái đó để có thể cầm cự cho tới khi mà cái lứa tuổi mà muốn sử dụng đồ chơi và muốn tìm về figure Việt Nam họ lớn lên và họ có thể đi tìm về những cái figure này. Thì có nghĩa là đại loại là lấy ngắn nuôi dài đó. Ok,
Thật ra thì về mạng thần thoại Việt Nam rồi các kiểu này nọ, đúng là mình cũng phải cần đợi một khoảng thời gian để mà họ quen với lại cái những cái hình ảnh mà mình đã tạo ra, xong rồi họ appreciate đó, rồi mình làm được chơi thì họ mới chấp nhận hơn. Đợi 5 năm, 10 năm nữa là phải đi well, một tí. Tại vì thật sự là để cho kiểu đại loại là cái văn hóa sự collectible và cái văn hóa mà action figure tới cái thế hệ sau họ có thể hiểu, ít nhất là cái thế hệ giống như là tụi em, thí dụ như là tụi em đi mua đồ chơi cho con chẳng hạn, thì họ sẽ appreciate hơn. Tại vì ngay cả bản thân những người bằng tuổi với sếp em hiện giờ, sếp em thì chắc khoảng 40, 4 mấy, thì có những mấy người có những người ở lứa tuổi đó và lớn hơn, thì nếu như mà họ không 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 xuất thân từ cái mà sưu tập đồ chơi từ bé, họ thật sự là họ không biết mua cái action figure đó về để làm gì, ngoại trừ cái việc là nếu mà con họ coi phim rồi thấy thích nhân vật đó đòi thì họ mua vậy thôi. Còn có những người mua sản phẩm của tụi em và cũng hỏi là ủa rồi cái này chơi như thế nào. Thì họ vẫn chưa hiểu được là cái giá trị của cái action figure nó là như thế nào. Ở bên Việt Nam mình có mua bán Funko Pop nhiều không? Funko Pop cũng có chứ anh. Có một cái công ty là Toysphere là chuyên giống như là đại lý cho Funko Pop, nhập về rất là nhiều Funko Pop để mà bán. Em giải thích cái Funko Pop cho anh hiểu cái, tại vì anh biết cái nhãn hiệu, nhưng mà em giải thích cái mô hình của Funko Pop là như thế nào được không? Và nó cái hướng đi của cái công ty Funko Pop nó làm cái gì? Theo em được biết á thì Funko Pop là hồi xưa là lúc mà họ chưa có nổi tiếng á thì họ chỉ làm về những cái con figure mà ở trong những cái hộp bánh ăn sáng thôi. Xong rồi họ mới đặt ra cái, họ đầu tiên họ tên là Funko, thì bây giờ họ mới đặt ra một cái dòng rồi Funko Pop. Thì cái ID của họ là họ biến những cái nhân vật, họ đi mua rất là nhiều IP, sau đó họ biến những cái nhân vật trong IP đó về một cái hình dạng nhất, một cái hình dạng chung, thì nó giống như là một cái sao ta, ví dụ như là một cái hình chữ nhật đi đó, thì họ đổi hết tất cả các nhân vật đó, họ vẽ lại thành cái hình chữ nhật đó. Thì cái Funko Pop là nó là một cái đầu vuông và có hai con mắt đen tròn to, thì nhân vật nào họ cũng làm theo cái dáng đó hết trơn. Thì cái idea của họ là để mà mình có thể sưu tập rất là nhiều nhân vật nhưng mà để chung với nhau thì nó sẽ cảm thấy như là đó là nguyên một cái bộ sưu tập rất lớn. Đó, thì mà họ lại đánh mạnh về cái chuyện là mua IP, cho nên họ có rất là nhiều nhân vật, nó sở hữu rất là nhiều nhân vật, thì người mua lại cảm thấy rất là thú vị, tại vì họ có thể để một con Godzilla và một con ví dụ như là Ghostbuster chẳng hạn, thì nó hoàn toàn hai phim khác nhau mà để chung với nhau thì nó vẫn nhìn như là chung một cái collection đó. Thì cái ID với lại cái hướng đi của họ là đẩy mạnh về cái chuyện đó, là tạo, với lại họ rất là affordable nữa, cho nên nó là một dạng collectible nhưng mà rất là dễ mua, rất là thu hút giới trẻ bây giờ. Với lại thêm một cái điểm mạnh nữa là tại vì họ gom tất cả những cái con đó về hình chữ nhật, cái kiểu dạng như vậy á, thì họ có thể sản xuất và làm ra concept rất là nhanh. Tại vì cái có nghĩa là mình đại loại mình hiểu là một cái nhân vật chữ nhật đó, miễn là nó mang những cái chi tiết của cái nhân vật kia, thì tại vì người ta đã quen với cái style của Funko Pop rồi, nên họ sẽ chấp nhận là cái con nhân vật hình chữ nhật này là cái đại diện cho cái nhân vật mà họ yêu thích.
thì bản thân cái thiết kế của phần cục nó không có phức tạp, cho nên là cái chuyện để tạo ra một cái mẫu mới và sản xuất nó rất là nhanh. Anh hỏi như vậy vì cái câu hồi nãy mà Hà trả lời là mình phải kêu bằng train cái market, hướng dẫn cái thị trường của mình đó, để cho người ta biết tao người ta mua cái này thế nào. Cái Funko Pop nó giải quyết được cái câu hỏi đó bằng cách là luôn mới kể đó, là bao nhiêu con nó giống nhau, rồi mình gom mình để mình trưng á. Tất nhiên mình đâu có chơi, mình từ nó lấy ra hộp nó chơi đâu, phải không? Dạ, có người thì có người để trong lưu vô, có người để lưu vô để trưng thôi. Đúng rồi. Đó thì đừng nói đi luôn. Hình như đang bị disconnect nữa rồi. Không sao. Thì cái vấn đề mà phải cho cái người mà mua đó họ hiểu được là chúng ta là lấy ra hộp chứ hay là chỉ là cái thời gian mà huấn luyện cái thị trường nó còn rất là dài, hoặc là nó ngắn ở Việt Nam nó còn dài không, hay là từ càng ngày càng biết cái vấn đề này nhiều? Thật ra là như lúc đầu em chia sẻ là nó phải tới một cái lúc mà có một cái IP rất là mạnh, một cái sản phẩm, một cái văn hóa nào đó nó rất là mạnh, nó xuất hiện, thì cái đồ chơi đi theo nó sẽ được tiếp nhận. Thì cái chuyện mà cái văn hóa đó, cái IP đó nó xuất hiện nhanh hay chậm, nó còn phụ thuộc vào cái độ đam mê của cái người chuẩn bị làm cái IP đó, hoặc là có thể là tụi em. Tuy nhiên là nếu mà nói về phần tụi em á, thì tụi em nghĩ là chắc cũng còn khoảng đường dài, cũng phải 5-10 năm nữa để mình có đủ capital, là đủ tài chính để có thể làm những cái IP như vậy. Cái phim mà chẳng tí mà nãy mình nói lên cái trường hợp đó, nếu mọi sự mà suôn sẻ mà Lê Linh hay là người đạo diễn hay là người nhà sản xuất mà tất cả đi theo chu kỳ đúng cái theo cái ra cái hình ảnh mà giống cái đầu tiên của Lê Linh, thì những người như công ty của Luân với Hà có thể đi cái bản quyền của những bé trẻ của Trạng Tí không? Vì đã ra rồi mà nếu mà thành công mà mình thấy là những cái character rất rất là hấp dẫn, thì Luân với Hà có thể nhà sung sức nói ông mua lại cái lens rồi tạo ra những cái nhân vật bằng nhựa. Cái đó có phải cái trường hợp là Hà mới nói là đúng cái thì cái hay là nó phải lớn hơn cái phim Đạn Tí, cái size cái cỡ mà chẳng Đạn Tí mà nếu mà làm mà đúng mà rẻ là cái đủ cái sức mạnh mà để tống cái phần làm đồ chơi của mình chưa, hay là mình phải có một cái nhãn hiệu IP từ nước ngoài như là Marvel vô rồi mình mới mua lại cái license thì nước một phim như là Chẳng Tí có thể carry cái distribution weight được chưa, hay là chưa được cái vấn đề đó cho chưa mạnh. Em nghĩ là Chẳng Tí chắc cũng đã đủ rồi đó, nhưng mà tại vì cái độ lan tỏa của cái Trạng Tí thì nó vẫn không phải là quá mạnh. Tại vì cái
vì cái art style của chàng tí bây giờ nó hơi không được trendy cho lắm, không được trendy cho lắm, cho nên nó sẽ mạnh về cái mảng nostalgia. Rất là giống như là mình tưởng nhớ về chuyện đó, thì ví dụ như mình mua cái license của chàng tí thì mình làm y chang như đó giờ bác Lê Linh vẽ, thì bán ra thì sẽ thật sự là mọi người sẽ rất là thích, tại vì đó là cái tuổi thơ của họ, thì cái đó là cái tầm ảnh hưởng mà em thấy của cái IP của cái chạy tí. Còn mà về cái ảnh hưởng về bây giờ các giới trẻ thì em nghĩ là không lại chuyện tranh Nhật, với lại cái sao ta, đó là một, mọi người cũng đó là một đề tài rất là bàn hơi gây cấn ha. Cái tranh Nhật là manga hoặc comic book của người Nhật phải không, ý của Luân nó như vậy phải không? Dạ dạ đúng rồi, manga với lại anime. Thì hiện giờ là đang giống như cái sức ảnh hưởng của manga và anime đang rất là lớn, không chỉ có ở Asian mà là ở toàn thế giới luôn, giống như là bên Mỹ bây giờ cũng rất là thích manga và anime, cho nên cái giới trẻ bây giờ là thích cái nét vẽ đó hơn, ngay cả cái comic cũng không thể mà không thể đọ lại được, tại vì cái tại vì giống như em nói là cái mọi người quen với lại cái chuyện nó rồi, đó giờ người ta đọc chuyện manga rất là nhiều, từ Doraemon, Conan là những cái giống như là cái chuyện mà gói đầu giường luôn á, là cỡ lưới tụi em là ai cũng đọc manga với lại Doraemon, thì họ rất là mê chuyện Nhật. Thì những cái nhà xuất bản luôn ưu tiên đem mấy chuyện Nhật về, cho nên ai cũng quen với lại cái văn hóa và cái nét vẽ của bên Nhật. Rồi có một thời gian là có một nhóm họ muốn đem về comic, một cái văn hóa comic là của phương Tây, của Mỹ đem về cho Việt Nam bán, nhưng mà tới bây giờ vẫn không lên được. Chỉ có phim Marvel thì nó vẫn giữ được độ hot, chứ mà về chuyện tranh thì vẫn là manga là lớn nhất. Anh lúc nào cũng thắc và không phải là bực bội, không phải là dùng cái ghét á thì cũng hơi quá, nhưng mà những cái content của người đại Hàn phải là xâm nhập, đối với anh là xâm nhập vào nước Việt Nam, anh rất cái một bực bội mà gây rất là rối trí, nhiều khi chỉ là của đại Hàn mà vô việc mà penetrate cái market là anh bỏ về. Rồi mà ok, anh tới manga tranh của người Nhật cái đó đi mấy thầy như là họ là cũng làm trăm năm là đi trước, đúng rồi, thì trước thì cái đó mình chấp nhận anh đi. Còn cái thì của người Đại Hàn mình nhạc á, phim và những cái thi truyền hình đó, mới đây 20 mấy, đúng không? Dạ, anh muốn nói anh muốn khác đề tài này là tại vì hai má có một responsibility tiếng Việt của chúng ta, hay một cái trách nhiệm làm sao mà xem những cái cốt truyện của người Việt Nam, và xin lỗi anh phải nhấn mạnh cái vấn đề này, mình làm sao mà mình mang cái những cái thoại của người Việt Nam và hoặc là những cái câu chuyện mà em thấy là những cái truyện tranh của người Việt Nam mình mà ông mà trên mạng hay á, có cái bổn phận mình lắng nghe và mình làm họ mình develop, mình đào tạo ra những cái
người họa sĩ đó hoặc là những creator của những cái hoặc mà họ ra những cái chuyện đấy đó, mình phải lăng xê, phải có tinh thần thần chung là mình nâng cao cái sản phẩm của người Việt Nam mình. Em có một cái chuyện vui là đó giờ em không phải không phải đó giờ mà là hồi xưa luôn, lúc mà em còn học trên cấp 2, cấp 3 em rất là ghét môn sử. ghét gì? Môn sử á, môn lịch sử á. Môn sử à, đúng rồi. Yeah, môn lịch sử á. Em không có thích môn sử. Em nghĩ thôi thì nó là do cái cách dạy của trường lớp Việt Nam á, thầy giáo lớp Việt Nam. Nó không có được nó không có được thú vị, cho nên là em nó kiểu mà nó gây cho mình một cái cảm giác rất là nhàm chán, một cái cảm giác rất là nhàm chán. Thì thật sự là em không thích sử đó. Từ lúc mà em làm cái đồ chơi, từ lúc em mới đọc thêm về cái cổ tích, thì em mới thấy là thật sự Việt Nam mình có rất là nhiều cái những cái tích và những cái nhân vật và những cái legend mà thực sự hấp dẫn luôn á. Em là ngạc nhiên với cái độ mà dày đặc và đa dạng của cái văn hóa của Việt Nam mà mình càng đào mà mình càng thấy nó thú vị. Đó thì bởi vậy anh luôn nói là anh rất là vui mừng nghe đó. Từ hôm mà bắt đầu mấy cái podcast này, anh cũng từ khám phá ra những cái người bác mà 90 mấy tuổi mà lên program podcast của anh, rồi họ kể về những cái việc mà người Việt Nam tại sao lại là người Việt Nam, là tại những cái trụ sử của người Việt Nam nó nằm này thế này. Và anh cũng như luôn nhỏ là anh cái vấn đề sử là coi tầm thường bình thường thôi, chán nản nữa. Mà bây giờ mình càng lớn mình càng thấy nó quan trọng cỡ nào, nhất là cái dòng máu của mình thì phải phải tôn vinh, phải push nó up. Thì thật sự tại vì em là thiên về mảng concept, cho nên là em thích cả sci-fi lẫn fantasy, và em rất là thích về các creature mà Việt Nam là có gọi là đếm không hết luôn, là creature của Việt Nam cực kỳ nhiều mà chưa ai biết hết. Rất là nhiều luôn mà em ngạc nhiên luôn á, là mỗi cái tỉnh sinh vật ở đây là giống như là sinh vật huyền bí, ý là sinh vật thần thoại á. Nói chung là những cái con ví dụ như là voi chín ngà, gà chín cựa, những cái con mà không có thật. Những cái legendary creature là những cái con mà giống như là truyền thuyết mình kể lại mà nó gần như là không có thật, và nó giống như là những cái con linh hồn hay là những con ma vậy đó, mà mỗi tỉnh hay là mỗi khu vực nó đều có một ít nhất là một đến hai con như thế, mà nó trải dài hết từ trên Việt Nam là cực kỳ nhiều luôn. Em mà đọc mà em thấy rất là ngạc nhiên. Mà mình tìm mấy cái hình ảnh của mấy con đó đâu được, mình tìm ra làm sao? Thật sự đó thì quay là vấn đề hồi đầu mà Hà nói là đó giờ người ta chỉ kể thôi, chứ người ta không có một cái hình ảnh gì chung để mà giống như là thể hiện cái con đó ra để mà truyền bá, để mà khai thác, để mà truyền bá. Ví dụ như bên Nhật, khi mà mình nhắc tới con cáo chín đuôi là mình nhìn thấy cái con cá chín đuôi trong đầu mình, chứ mình đâu có nghĩ được cái con gì khác đâu. Nhưng mà bên mình thì có rất là nhiều con mà họ chưa có design luôn. Cái đó thì em thật sự là rất là muốn gọi là thiết kế và đem tất cả những cái câu chuyện của những cái con đó cho mọi người đều biết. Thực sự thì cái thế giới về fantasy của Việt Nam, thấy cái legendary, những cái câu chuyện của Việt Nam cực kỳ nhiều. Và tụi em rất là muốn mang cái đó cho mọi người biết thông qua cái media lại đồ chơi và đồ chơi phim ảnh câu chuyện gì đó.
Luân với Hà có rất là nhiều việc để làm trong 30-40 năm còn sống trên trần gian này. Còn hoạt động này là còn rất là nhiều việc để khai thác và phát triển. Anh đâu có biết đâu anh hồi đầu là giờ mình nói chuyện với nhau gần 2 tiếng nãy giờ, gần 2 tiếng là anh không mấy cái mà cái việc mà làm đồ chơi rồi cái chuyện thiết kế rồi hấp dẫn, nhưng mà cái vấn đề mà mình còn bao nhiêu trăm loại mà hình ảnh sinh vật, anh đâu có không ngờ là người Việt Nam mình có cái đó mà mình nằm ở trong cái nằm ở trong cái kiểu bận cái kho tàng của văn hóa còn rất là nhiều để khai thác, chưa khai thác thì anh hy vọng hai em đi vào cái hướng đi để khai thác thêm những cái sinh vật đó, tại vì cái đó là một cái như là mấy cái show mà Game of Thrones, Luân với Hà có biết cái TV show thì những cái character mấy con cái bằng khủng long hả, mấy con dragon, rồng. Mấy cái con sinh vật ở trong những cái show đó là nó có từ mấy trăm năm về trước của người bên Anh, người bên Anh-Lan hay là những cái nước như vậy. Thì người Việt Nam mình đó, của mình nó nằm ở đâu, những cái sinh vật đó chưa khai thác, nhưng mà theo như Luân nói thì là có, phải không? Dạ đúng rồi. Em đó lúc đầu thì em chỉ nghĩ là có những con mà mình biết trong sách giáo khoa thôi, thì em nghi là vẫn còn nhưng mà chưa ai kể. Thì vô tình có một lần là em đọc mà tìm hiểu sau thì em mới thấy là thật sự rất là nhiều, mà ý là đó là em chỉ có đọc sơ thôi đó. Thì có một anh hình như khoảng 2 năm trước là cái anh đó mới up lên một cái album là ảnh thực sự ảnh đi hết các tỉnh để mà nghe người ta kể về cái con đó. Yeah, nghe người ta kể về cái con sinh vật đó và ảnh tổng hợp lại một cái album chắc cũng phải cả hơn cả 100 con, và ảnh nhờ những cái người quen rồi giới thiệu qua, xong mà để cho các họa sĩ vẽ lại những cái con đó, thì bây giờ thành ra một cái album có hình có đồ đầy đủ, đầy đủ. Cho nhìn mà hấp dẫn. Anh đâu có ngờ đâu, đâu có biết là thiệt chứ. Kể như ma thôi là cả có rất là nhiều loại ma luôn. Kiểu em nhớ là bên Nhật nó có một cái gọi là bách quỷ dạ hành, thì bên mình thật sự nó cũng nhiều cỡ đó, nó cũng có cỡ nhiều ma cỡ đó luôn á. Rồi 100 con chắc cũng có đó. Wow. Ma quỷ, yêu quái, rồi những con vật thần thoại là rất nhiều. Đó là mới có những cái sinh vật thôi đó, còn là tích của những người nữa là chưa đụng là còn nhiều nữa. Đúng rồi, mà những cái đó mình khai thác còn nguyên cuộc đời của hai em là cũng đâu có giờ mà khai thác mấy bao nhiêu trăm loại vật như vậy, nhưng mà còn một đề tài nữa đó mà trong cái đường đi của hai em là mình tạo ra những cái phần mới nữa, đúng không? Những cái character mới là cái đó còn mình chưa nói tới cái vấn đề đó nữa. Cái kinh nghiệm mà của người Việt Nam hàng ngày bây giờ và mình ngồi mình nghe lịch sử và mình suy nghĩ về hiện đại và quá khứ thì mình cũng phải nảy ra những cái tư tưởng mới. Mà những cái tư tưởng mới, người siêu nhân mới của mình hay là những cái thần thoại mà mình tạo ra của mình ngày nay á, là thêm một cái trang mới trong lịch sử của cái đường đi của animation hoặc là truyện tranh của người Việt Nam mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Nó hoàn toàn là mình chưa có, gọi là sao ta? Hiện giờ thì cái giới truyện tranh nó cũng khá là phát triển. Mới đây nhất là bên cạnh Trạng Tí nó có một cái bộ phim khác là cái anh này ảnh rất là mê siêu nhân của Nhật, cho nên ảnh âm thầm gom một cái team để mà làm ra một bộ phim siêu nhân mà của Việt Nam,
mà không ai biết luôn, tới đâu một tháng trước đó ảnh tung trailer ra, tung mọi thứ ra thì mọi người mới tá hỏa. Trời ơi, đó giờ ổng giống như là giấu kín tiếng luôn, thì bây giờ mới biết là có một cái bộ phim đó. Tên gì vậy luôn? Phim chiếu rạp đàng hoàng đúng mới ghê chứ. Dạ, nó là Vệ Nhân, nó tên là Vệ Nhân. Vệ Nhân, hai chữ thôi. Vệ thì, nhưng mà ra rạp chừng nào sẽ ra rạp? Em nhớ không lầm là hình như cũng nhắm dịp Tết nè, nhưng mà bị giờ rồi. đó về cái mảng mà tạo ra nhân vật mới á, em với Hà cũng rất là hứng thú trong cái chuyện đó. Thì riêng về cái mảng tạo ra nhân vật mới thôi, là tại vì hiện giờ mọi người đang rất là thích một cái loại hình, đó là nó gọi là act toy, là cái những cái món đồ chơi nghệ thuật, thì có thể dịch nôm na là vậy. Thì những cái món đồ chơi nghệ thuật đó nó giống như là một cái sáng tạo nhỏ của riêng nghệ sĩ. Thí dụ như em thích Godzilla đi, thì em tạo ra một cái con gì đó nó mang hơi hướng và nó lấy ý tưởng từ Godzilla, em làm thành một dòng đồ chơi thì em gọi nó là act toy. Thì nó không cần số lượng nhiều, mình chỉ cần giống như là mình announce cái tính cách với cái persona của mình ra thế giới với một tư cách là một nghệ sĩ làm đồ chơi. Đấy, thì riêng về cái mảng đó thôi là cũng là một cái thị trường mới ở Việt Nam luôn, mới nổi luôn. Anh nói chuyện hồi nãy giờ cũng khá nhiều về công việc. Hai em tóm tắt bây giờ anh muốn hỏi hai em còn cái gì mà để bàn nữa trên trong cộng đồng đồ chơi, trong cái chuyện mà anh không muốn để lỡ mà hai em có tư tưởng mà chia sẻ với anh trước khi mà mình chào nhau, thì hai em có những cái lời gì nói với anh, hay là một cái câu hỏi gì, hay là một cái đề tài gì mà hai em muốn bàn tới không? Em thì Hà trước đi. Ok. Thì đối với em thì tại vì là cái mà để làm cho cái văn hóa Việt Nam hay là những câu chuyện thần thoại Việt Nam mà nó nổi tiếng đồ này nọ, thì nó phải là một cái sự nỗ lực của cả một tập thể, một cái cộng đồng. Thì hồi nãy anh Ken có nhắc đến về cái văn hóa của Hàn Quốc á, thì đã có cái văn hóa mà bây giờ người ta gọi là K-pop, là có một cái thời điểm là Hàn Quốc đã quyết định là cái văn hóa của họ sẽ là cái ngành xuất khẩu chủ đạo. Cho nên là nguyên một cái quốc gia như vậy, họ tập trung vào cái ngành K-pop đó để nó có thể đẩy được ra trên thế giới, là cả những người ca sĩ hát, người quay phim, làm merchandise, sản xuất, tất cả marketing, nói chung là toàn bộ cả đất nước, tất cả như vậy họ hợp lực lại thì nó mới có cái K-pop hiện giờ, cái văn hóa mà gọi là nó cực kỳ dễ lây lan như hiện giờ. Thì đối với Việt Nam nó cũng là như vậy, nó không thể là một cái cá nhân, một công ty hay là một người nào đó được, mà phải là toàn bộ Việt Nam, tất cả Việt Nam, tất cả mọi người trên mọi ngành nghề. Tuy nhiên là đối với những cái vấn đề của văn hóa Việt Nam là thứ nhất là tại vì về phần lịch sử thì có những cái trang lịch sử chúng mình đã biết là nó đã bị mất rồi, nó không thể nào mà gọi là có ghi chép, có mình hiểu biết được về những cái thời đó, và những cái như là truyền thuyết đồ này nọ thì nó lại càng không có cái gì để khẳng định là cái chuyện đó nó đúng hay là nó sai. Thì cái chuyện mà tranh cãi ở trên thị trường hay là trong xã hội là cái chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì đối với một cái thời điểm mà gọi là đang bắt đầu thì em nghĩ cái chuyện mà nó cái hỗn loạn đó là cái cần thiết,
Đúng. Tại vì không 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 nếu như không ai nói về nó, không ai bàn tán về nó cả, thì nó sẽ không bao giờ phát triển thành được một cái gì cả. Thì yeah, nên là thật ra thì nhiều, có nghĩa là trong cái mảng mà làm về văn hóa Việt Nam thì một phần là do cái thời đại tin tức quá nhanh hiện giờ, thì đôi khi nó, đôi khi mình có cảm giác như là nó đang có kiểu như là hai thế lực, lúc nào cũng có thế lực tốt và thế lực xấu. Thế lực tốt là luôn làm đúng đúng tất cả mọi thứ, và thế lực xấu là kiểu giống như là xuyên tạc này rồi. thì thật ra thì về gọi là như thế nào, có nghĩa là về mặt thương trường, về mặt tình cảm, thì mình cảm thấy em cảm thấy tội và cảm thấy gọi là đồng cảm với những người đó, tại vì thật sự là mình không có một cái gì để dựa vào hết, cho nên cái chuyện làm sai hay là khán giả không tiếp nhận cái đó là cái chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên là thì vẫn phải cứ làm thôi, vẫn phải làm thôi, phải làm, phải sai thì mới phát triển được. Yeah. Hai em có biết không, hai em là trong cái ngành này á, tiên khuôn, cái người mà đi trước, và Hà mới nói là cái cộng đồng. Hai yes. em chính là cái người phải tạo ra cái cộng đồng, và từ đây đó là mình phải đẩy. Từ hai em mới ra bốn em mới ra tám em ra 16 em, nó cứ phát triển như vậy. Tại vì cái tư tưởng của Hà với cô Luân là 5 năm nay, 7 năm nay là đã suy nghĩ về cái sự tạo ra những cái tư tưởng mà hiểu được cái bên K-pop nó như thế nào đó. Chính cái nền tảng của văn hóa, của entertainment là do hai em, và hai em cũng phải vận động trong cái ngành của hai em để mà mình tiếp tế cho những người bên ngành phim, ngành tranh, ngành nhạc của mình phải build, mình phải xây đắp cái cộng đồng để cho sau này mình có thể xuất ngoại ha, những cái sản phẩm của Việt Nam mình. Luân, any closing thoughts? Well, em thì cũng giống như Hà là có, mình cứ làm đi, tại vì tất cả những cái gì mình đang làm đó đều là những cái viên gạch để mà đắp lên cái thang hay là cái nhà mà cho mình vững cái này đi, thì mình mới đi lên được. Thì những cái mà mình cần thiết á là mình phải, well, thực sự thì em là em theo phe cả biết cho nên á là cái gì đúng là em rất là appreciate những cái đúng lịch sử, còn mà những cái mà sáng tạo riêng thì đó là bổn phận mà chúng ta phải làm cho nó rất là trendy để mà mọi người yêu thích nó thì nó mới lan tỏa, mà lan tỏa được thì càng nhiều người thấy cái độ lan tỏa đó thì mọi người càng bu vô nhiều hơn thì nó mới thành ra một cái ground base đấy. Thì well, thật sự thì em mong là công ty lại em, các kiểu Hà với em có thể cố gắng và tạo ra được một cái gọi là một cái sóng âm, một cái dao động mà phải lan truyền cho mọi người như thế. Yes, một cái viên sỏi ném vào giữa hồ và mọi người thấy cái riddle xong vòng đấy. Yeah, với lại nó cũng là những cái công sức của tập thể, những mọi người đều đã bỏ công rất là nhiều. Có những người thực sự đã truyền cảm hứng và gọi là có thể gọi là di sản của những người đi trước để lại cho tụi em, thì tụi em thực sự là phải làm cho nó đàng hoàng và gọi là phát triển mạnh mẽ. Hôm nay cảm ơn hai em đã chia sẻ rất là nhiều cái khía cạnh xây dựng cho tương lai của ngành đồ chơi
của người Việt Nam, anh lúc nào cũng gặp những người tuổi trẻ tài cao, người Việt Nam anh hãnh diện là anh đã được quen nhiều năm, và anh hãnh diện kêu bằng không thể nào mà anh giải thích bằng bằng lời được. Anh cảm động lắm. Hy vọng là hai em tiếp tục trong đường đi này và đừng bao giờ ngưng. Mặc dù có khó cái nào thì cố gắng chiến đấu để thành công trên cái đường đi của mình. Thank you anh. Cảm ơn hai em đã thức khuya thức trễ để nói chuyện với anh. Rồi có gì anh em mình gặp nhau và bàn những cái câu chuyện này trong tương lai gần đây. Ok, yeah. Hy vọng là sẽ sớm gặp anh Ken ở Việt Nam. Em cũng hy vọng vậy. Rồi em muốn đi cà phê lắm rồi đó. Cảm ơn Hà với Luân ha. Yeah. Yeah, thank you anh. Ok, bye bye. Bye. See ya. Bye bye anh.